Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem kỹ đi, đơn từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Ở đây thì nó có cái lẫy để các bác nhả ra để các bác kéo xuống cho cái đồng hồ nó chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá. Và khi các bác bật thì các bác cái nút này vừa là nút nguồn, vừa là nút âm lượng luôn. Đó, và các bác bắt đầu là để cho em chế độ FM này. Sau đó thì mình kéo anten lên này. Đấy, đây nó sẽ có một cái anten này. Các bác kéo cái anten này lên, sau đó thì mình bắt đầu mình dò để mình bắt sóng nhá. Đó. Đấy. Cảm nên sau khi ăn, nhất là ăn thức ăn lạ, nhu động ruột tăng lên gấp 3 lần so với người bình thường và giảm chậm. Điều này khiến thời gian di chuyển của các chất thải trong lòng ruột ngắn lại, khó thành khuôn, lỏng và sống. Sáng sớm là thời điểm đại tràng nhạy cảm nhất nên dễ hiểu vì sao đa phần người bị hội chứng ruột kích thích dễ bị đi ngoài sau khi ăn sáng. Tuy nhiên, cũng có những người bị ngay sau các bữa ăn, bất kể là ở thời điểm nào trong ngày. Bác sĩ Nguyễn Khánh Trạch cũng khuyên người bị hội chứng ruột kích thích. Đấy các bác nghe tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Đấy, tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác. Rất là xịn sò luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao sim tận nhà luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái, bật lên dò đài dò điếc đủ cho em. Đấy. Đây, bên ngoài thì ốp gỗ rất là đẹp này. Đấy, bên trong thì mặt là rất là đẹp luôn này. Ở đây thì nó sẽ sử dụng quả pin 18650 có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Đấy, dùng hết thì các bác lại sạc pin vào cho em. Ở đây nó sẽ có sẵn pin rồi cho nên về nhà các bác đừng có lắp thêm những cái loại pin khác vào, nó không hiệu quả thì nó mất công nhá. Và có cái lẫy này để các bác dò đài FM nhá, chỉnh đồng hồ nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đài FM, giá sẽ là 260.000. Các bác chỉ cần bật cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là mình dò sóng là xong. Rất tiện ích các bác nhá. Con này thì vừa là dò sóng vừa là, ngoài ra thì các bác có tính năng là MP3 nhá. Các bác có thể dò Bluetooth để nghe nhạc rất là hay luôn, âm thanh trong trẻo, ấm tiếng rất là hay nhá. Đấy, các bác có thể dò MP3 được thì cái này về nhà các bác tự mày mò thôi. Còn em bán thì chủ yếu em giới thiệu cái chức năng đài FM thôi nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em là đài FM này. Đó. Đài FM giá sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Đây nó sẽ là một cái con khoan rất là tiện dụng để các bác vừa khoan vừa bắt vít vừa sử dụng đa di năng được luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này các bác này. Đấy, thân máy như này. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng luôn. Đầu tiên là nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít này. Đấy, to nhỏ lớn bé rồi lục giác ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Tiếp theo là có cho các bác là các cái đầu vít như này nhá. Các đầu vít này. Đấy, các đầu vít thì các bác sử dụng này, lấy lắp cái đầu vít này vào đây để mình sử dụng này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, chạy cực kỳ khỏe luôn các nhá. Ngoài ra con này thì nó sẽ có chức năng là xoay đấy, đang hình khẩu súng như này, đang hình khẩu súng này các bác có thể nhấp vào cái nút này, nhấp nút đỏ này và xoay thẳng cho em. Đấy. Xoay thẳng cho em như này thì nó lại thẳng như này các bác này. Rất là tiện luôn. Đó. Rất là khỏe nhá. Ở đây thì kèm cho các bác là một cái tay nối ngoắt nghéo này. Đấy, và có khẩu từ 5 đến 12 này, từ 5 12 và các cái đầu mũi khoan nữa. Có cả các cái đầu mũi khoan này nữa, rất là tiện này. Đấy. Các bác có thể lắp vào để mình khoan gỗ, khoan chiếc linh tinh cũng rất là ngon này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây cái đầu này là cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí ốc khó này. Đấy, các cái ốc khó các bác đưa vào đây để xoáy này. Rất đẹp và rất tiện ích luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Và nó có thể là cho hình thẳng này để các bác sử dụng này là mình làm vít này, có đèn luôn. Đấy, hoặc các bác có thể xoay như này theo cái hình khẩu súng này, có đảo chiều luôn nhá, có đảo chiều luôn. Nói chung là con này thì khá là tiện ích và rất là nhiều các cái đầu vít như này để các bác sử dụng này. Đấy, có tới là 30 cái đầu vít phụ này. Đấy, đây, chọn bộ combo cho các bác như này. Giá chỉ có 180.000 thôi, kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đó, 180k. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Khoan mini giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan mini giá sẽ là 180k. 180k cho con khoan mini như này. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 130.000 thôi. Cũng kèm cho các bác một cáp sạc và hai đầu vít như này. Hai đầu vít này các bác này, một dẹt một tròn. Đấy, con này cũng rất là khỏe luôn. Con này thì nó chỉ có chức năng là vặn ra vặn vào thôi. Con kia thì nhiều chức năng hơn. Còn con này thì cũng rất là khỏe các bác. Đấy, sử dụng pin nhá. Con này thì các bác chuyên làm về vít thì dùng con này rất là ok. Đó, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em máy vít như này, rất là khỏe luôn. Có kèm cho các bác là hai đầu, một đầu ba khe và một đầu dẹt như này. Đấy. Về nhà các bác sử dụng. Giá thì chỉ có 130 cành cho một con máy vít như này thôi. Con này thì lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k nhá. Về nhà các bác có thể sửa chữa lại vặt
cũng rất là ok và giá rất hợp lý cho bác luôn. Nên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái nấm móng chân tay các bác nhá. Lên cho em là nấm móng chân tay, giá của nó sẽ là đấy cái chữ ấy. Nấm móng chân tay giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 90k nhá. Đấy. Lên cho em là nấm móng chân tay này, đấy. Nấm móng chân tay nhá. Đấy. Chân tay giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một típ này. Đấy. Một típ như này thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái dòng chuyên trị nấm móng chân tay siêu tốt luôn. Đó. Thì đây, đấy thì các bác bị đau móng chân, kẽ móng chân, móng tay bị nấm này, bị chảy xước hoặc là bị gọi là bị xước sát đấy, hoặc các bác bị gọi là lâu năm không khỏi thì dùng cái này cho em. Đấy. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lọ thuốc như này, kèm thêm cho bác là các cái miếng dán và tăm bông để các bác điều trị cho em. Con này thì các bác cứ dùng cho em một liệu trình khoảng từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi dứt điểm luôn các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm móng tay móng chân con này dùng rất là đã luôn, em bán rất là nhiều rồi, rất là nhiều khách dùng nhá. Đó, chuyên bị nấm móng tay chân thì dùng cái này cho em. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm là 12 miếng. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng miếng như này. Đấy, một cái dòng miếng như này và các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Các bác có thể bóc ra này, bóc ra sau đó thì mình dán vào các cái phần nào các bác bị đau mỏi nhức thì các bác dán vào cho em. Đó. Rất là nóng luôn nhá. Dán vào thì nó rất là nóng luôn. Và dùng thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 25.000 cho một bịch như này thôi. 25.000 một hộp bao gồm là 12 miếng nhá. 25.000 một hộp 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM này. Đấy. Cầm cho anh cả cái một SIM đi nhá. Đấy, điện thoại 2 SIM thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. 230.000 cho một cái điện thoại như này. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một con điện thoại 2 SIM này. Đấy, hàng thương hiệu Nokia. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Có pin, có đốc sạc như này nhá. Có pin, có đế sạc như này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho một con 2 SIM như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng 1 SIM đây. Con này 1 SIM thì giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy. Con này thì sẽ là 1 SIM này. Đấy, cũng đầy đủ điện thoại rồi pin rồi cáp sạc cho bác luôn nhá. Điện thoại pin cáp sạc đầy đủ. Hàng mới tinh cho các bác luôn. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con này thôi. 150.000 các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 150k cho con này. Sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại, một pin và một củ sạc nhá. 150.000 cho con một SIM. Đấy, tiếng nghe rõ, đàm thoại rất là hay luôn và rõ tiếng nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại một SIM, giá sẽ là 150k. Đó, điện thoại một SIM này. 150k. Đó. Hai SIM này. Hai SIM thì giá sẽ là 230k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái điện thoại 4 SIM. Cầm nhanh cái 4 SIM này. Đó. Hết rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Thì bên shop bán combo là một thùng này của nó là 20 gói. Thùng 20 gói là 140. Còn các bác mua lẻ là 10 gói thì sẽ là 80.000. Và mua lẻ nữa thì bên em bán từ 2 bịch trở lên nhá. 2 bịch thì giá của nó sẽ là 20.000, 10.000 một bịch như này và bán từ 2 bịch trở lên đây. Giấy của nó thì siêu dai luôn. Đấy, rất là dai các bác này. Đấy, các bác nghe không? Giật tanh tách luôn. Các bác dùng thì rất là tiện ích nhá. Về mình có thể sử dụng để mình làm giấy ăn này, rồi lau tay này, rồi vệ sinh đều được hết. Giá thì sẽ là một thùng như này nhá. Một thùng này của nó là 20 gói này. Thùng 20 gói. Giá sẽ là 140k nhá. 140k trên một bịch này. Một thùng này là 20 gói này. 20 gói nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 2 gói là 20.000. Em bán từ 2 gói trở lên bằng 20k. Đấy, còn mua 10 gói thì là sẽ là bằng 80.000 thôi. 80.000 cho 10 gói như này. Đấy. Đây, nó sẽ là 10 gói như này nhá. 80.000 cho 10 gói này. Còn mua 20 gói thì chỉ có 140, tính là vào có 7.000 một gói như này thôi. 7.000 một gói này thôi nhá. Đó, 7.000 một gói. Còn mua lẻ thì mua chấp nhận là 10.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì cái led nháy 5m đây các bác này. Đấy, Linh ơi, bật cho anh cái đèn lên. Led nháy 5m nhá. Đó, led nháy 5m như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đi 80k cho cái led nháy 5m này thôi. Con này có thể dán vào tường nhá. 80k một chiếc. Đấy, đây. Đây em đã cắm thử cho các bác xem này. Đấy, nháy nhiếc nhiều màu rất là đẹp luôn. Về nhà các bác có thể dán vào tường và có cho các bác là cục nguồn này, có sẵn cục nguồn luôn và điều khiển từ xa để các bác có thể điều chỉnh rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Còn đây là cái bộ led pháo hoa này. Led pháo hoa này thì sẽ là 180.000 này. Đấy, còn xa hơn nữa là cái bộ led ngọc này, led ngọc đây. Led ngọc thì giá của nó sẽ là
90.000 nhá. Đấy. LED ngọc thì là 90.000, còn cái LED 5m này là 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto các bác nhá. Lên mã giúp cho em là Eto. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. 180k nhá. Đấy, đây là con Eto của Nhật này. Hàng của thương hiệu Asahi này. Asahi tem nhôm hẳn hoi nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Có mã sản phẩm thứ đàng hoàng, hàng mới tinh. Thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng đây. Đấy, nó sẽ là dòng Eto kẹp như này, siêu tiện ích luôn. Con này thì giá sẽ là 180k. Đó. Độ mở của nó thì được khoảng 5 sen và cái phần kẹp này là 6 sen. Thì các bác có thể kẹp vào bàn này hoặc là sử dụng để mình làm thợ làm nghề rất là tiện ích. Đấy, chất liệu của nó bằng thép, cực kỳ chắc chắn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con Eto kẹp như này thôi. Đấy, lên cho em là Eto kẹp nhá. Giá sẽ là 180k. Đó, lên cho em là Eto này. Eto 180 cành cho con Eto như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thùng đựng gạo nhá. Đây, thùng gạo đây. Đấy, một cái thùng đựng gạo như này đựng được 10 cân nhá. Và rất là tiện ích luôn, sạch sẽ, chống ruồi muỗi kiến gián đều được hết nhá. 180.000 đây. Về nhà các bác đổ gạo vào đây chưa? Đổ gạo vào đây nhá. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ô như này. Cái ô như này thì cái này vừa dùng để đong gạo và vừa để vo gạo được luôn nhá. Vừa để vo gạo vào được luôn. Đây nó sẽ có dập cái lỗ này thì các bác rót nước là nó sẽ chảy ở cái lỗ này, rất là tiện này. Đấy, và đây thì khi các bác dùng thì mình sẽ nhấn như này. Nhấn như này là gạo nó sẽ chảy trong cái ô nhá. Đấy, rất tiện ích, dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đựng được một yến gạo. Bây giờ thì các bác cũng không ăn gạo nhiều cho nên là cứ mua một yến một thôi. Mình sử dụng hết thì mình lại đong cho nó tiện ích nhá. Đó, một yến gạo đổ vào đây là vừa. Và các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ chảy này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. À xin các bác là đũa sứ nhá. Đấy. Thì một hộp này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đũa thì chất liệu của nó là bằng sứ. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi. Chất liệu sành sứ thì là một trong những cái chất liệu cực kỳ là an toàn với thực phẩm luôn. Đấy, rất đẹp các bác này. Bền đẹp, chắc chắn và rất là sạch sẽ nhá. Kích thước vừa phải sử dụng vừa hợp với tay của người Việt Nam chúng ta. Đó, và giá thì rất hợp lý thôi. Bao nhiêu nhỉ? 80.000 này. Bao nhiêu? Giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này nhá. Một hộp này bao gồm là 5 đôi. Đấy, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá sẽ là 80k. À 60.000. Đấy, trước em đang bán 80.000 đợt này về cho bác còn 60.000 cho một hộp đũa sứ như này thôi. Rất đẹp các bạn, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự, sang trọng. Đấy, và ưu điểm của con này là sạch, nhanh khô. Các bác ăn bát bằng sứ thì các bác biết rồi. Đó, và đũa bằng sứ nữa thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Hello chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay bên shop lên cho các bác một cái combo rất là mượt các bác nhá, rất là mượt. Đấy thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy, còn cái kéo hành cam này nếu mà các bác mua riêng thì giá của nó sẽ là bán 450 á. Giá của nó sẽ là 70.000 các nhá. 70.000 cho một cái kéo cành cam như này. Đó, các bác lên mã giúp cho em là kéo cành cam nhá. Con này sẽ là 70k. Con này bên em bán lẻ sẽ là 70.000 này. Đấy, bán lẻ là 70.000. Còn cái cưa gấp này thì bên em bán lẻ thì nó sẽ là 50.000 cho cái cưa gấp như này. Đó, 50.000 cho cái cưa gấp như này. Đấy. Còn nếu mà các bác mua combo nhá thì hôm nay bên em sẽ bán cho các bác cái combo sẽ bao gồm cho các bác là 4 món này. Một cưa gấp này. Cưa gấp này là 25 sen nhá, một cưa gấp, một kéo cắt này, một kéo tỉa này. Đấy, một kéo tỉa như này. Và một cưa lách và một cái kéo tỉa như này. Đấy, combo cho các bác là 4 món nhá. 4 món. Giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000. Tức là các bác tính ra là mua là bình quân là chỉ mất cho các bác là 40.000 một món thôi. 44 là 16, mất 160.000. Còn nếu mà mua lẻ thì bên em bán cái cưa này nó sẽ là 50.000 và cái kéo này sẽ là 70.000 các bác nhá. Đấy, 70.000. Còn con kéo tỉa này thì giá của nó sẽ là 40.000 và con cưa lách này thì giá của nó cũng là 40.000 luôn. Đó, cưa lách này 40.000. Cưa lách và kéo tỉa là 40.000. Còn con cưa gấp này là 50.000 và con kéo cắt cành này là 70.000. Còn các bác mua combo 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho combo 4 món như này các bác này. Đấy. Thì các bác mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Còn nếu các bác mua combo nguyên 4 món như này không thì cộng thêm cho em là các bác cộng thêm giúp cho em đó là 30.000 ship nữa nhá. Cộng cho em 30.000 để ship nữa. Đó. Hàng thì đều là hàng nội địa của Nhật nhá. Em sẽ giới thiệu từng chiếc một. Đầu tiên nó sẽ là con kéo cắt cành này. Đấy, kéo cắt cành.
thép SK50 gì nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầu tiên là con kéo cắt cành. Khi các bác đẩy cái lẫy này ra để mình cắt này, khi cắt xong thì mình đẩy cái lẫy này vào này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, kéo cắt cành này. Thì tiếp theo nó sẽ đến một con cưa gấp này, hàng của thương hiệu Tozama nhá, Tozama made in Japan các bác này. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên em bán cho các bác với giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho con cưa gấp như này. Các bác lên cho em là cưa gấp nhá, giá sẽ là 50.000. Đó. Con này có thể gấp gọn này. Tiếp theo đến một con cưa lách này, hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Con cưa lách này thì giá của nó cũng là 40.000 luôn. Đấy, và con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa nhá. Đấy, lên cho em là kéo tỉa này. Đấy, kéo tỉa. Thì các bác lên cho em là con này nó sẽ là tỉa bạc đi. Các bác lên cho em là kéo tỉa bạc nhá. Giá thì bán cho các bác riêng con này giá sẽ là 35.000 cho con kéo tỉa bạc này đi. Ba. Đây thì bên shop có hai cái mẫu kéo tỉa các bác nhá. Con kéo nhựa này thì giá của nó sẽ là 40.000 này. Đấy, còn con kéo cán inox này thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy, em xin lỗi các bác là em nhầm một chút, thì các bác xem kỹ lại giúp cho em. Thì mới đầu là em nói là 40.000 nhưng mà con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tỉa inox như này. Còn con tỉa nhựa này sẽ là 40.000. Đấy. Thì con này nó sẽ là tỉa 20 nhá. Tỉa 20 thì nó sẽ có màu inox và màu màu đỏ như này nhá. Màu inox và màu đỏ. Đấy, thì con màu đỏ này thì nó sẽ là 40.000 và con màu inox này nó sẽ là 50.000 nhá. Thì cán của nó bằng inox luôn thì nó bền đẹp chắc chắn hơn. Còn con này thì bằng nhựa nhá. Đó, hàng của Nhật này, made in Japan các bác này. Đó. Thì các bác mua cho em là combo như này cho nó ngon này. Để các bác cứ mua combo này cho nó ngon. Thì nó sẽ là 4 món như này. 4 món như này và giá thì chỉ có cho các bác là 4 món như này và giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, 160.000 cho 4 món như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ 4 kéo nhá. À, bộ 4 cắt tỉa nhá. Đấy, bộ 4 cắt tỉa này. Bộ 4 cắt tỉa. Bộ 4 cắt tỉa giá của nó sẽ là 160.000 nhá. 160.000. 160.000 cho bộ 4 cắt tỉa như này. 160.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu các bác nhá. Đấy, đèn tinh dầu đuổi muỗi này. Đó, đèn tinh dầu đuổi muỗi. Hàng thì có thương hiệu Paper. Đó. Hàng này thì cực kỳ an toàn cho bà mẹ và trẻ em luôn, cho các bác yên tâm sử dụng nhá. Về nhà các bác xoáy ra cho em này. Xoáy ra cho em. Đấy. Xoáy cái nắp trắng này, mình vứt cái nắp trắng này đi. Sau đó thì mình xoáy vào cái thân đèn như này và mình cắm điện vào bật lên, bật công tắc lên cho em là xong. Bật công tắc con đèn báo lên. Thì cái tinh dầu này nó sẽ bay hương ra, và bay hương ra thì đồng nghĩa với việc là muỗi nó sẽ bị xua đuổi đi các bác nhá. Đấy, muỗi sẽ bị xua đuổi đi, rất là tiện ích các bác này. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một đèn và một lọ tinh dầu như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Đó, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Giá sẽ là 80.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em. Lên mã giúp cho em là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn sông này. Đấy. Đèn sông tinh dầu này. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi đi. Tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con đèn sông tinh dầu muỗi như này. Đó, 80.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Sẽ là 20.000 cho một hộp như này. Thì đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là xịn sò. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng nylon, dạng nylon tinh nhá, nylon tinh. Rất là sạch sẽ luôn. Đấy, về nhà thì khi mà các bác sử dụng mình chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn thì mình đeo cái này vào cho em này. Đấy, mình đeo cái này vào cho em. Nó rất là tiện ích các bạn này. Đấy. Thì khi các bác đeo cái này vào ấy. Khi các bác đeo cái này vào thì mình có thể là làm thực phẩm, làm thức ăn, chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín, rồi nói chung là đa di năng hết được luôn. Đó, nó rất là tiện ích như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay thức ăn. Một hộp này của nó thì nó sẽ là được từ 80 đến 100 chiếc nhá. Từ 80 đến 100 chiếc và giá của nó sẽ là 20.000 nhá. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy. Rất là dai các bác. Cái này của nó rất là dai luôn các bác này. Rất là dai. Các bác dùng cực kỳ là thoải mái, dai, ôm tay và rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình bóp thực phẩm, làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là chế biến đồ ăn rất là ok. Lên cho em là găng tay thức ăn. Giá sẽ là 20.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện có nhá. Dây điện thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là dây 2.5 và một loại là dây
1.5. Đó thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái dây vàng này. Dây vàng này là sẽ là dây 1.5 nhé. Dây vàng này là dây 1.5 và dây của nó sẽ là 30m nhé. Dây là dây 30m và dây 1.5. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhé. Hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Tachi này. Tachi made in Japan các bác này. Đó, đây. Hàng của thương hiệu Tachi nhé các bác nhé. Đó, đây. Hàng của Tachi made in Japan này. Đấy thì dây này của nó thì chiều dài của nó sẽ là đi 30m nhá. Đấy, từ 28 đến 30m các bạn, từ 28 đến 30m các bác nhá. Từ 28 đến 30m khá là dài luôn. Đó, và dây thì từ 25 đến 30m và khá là dài và rất là mềm luôn. Đó. Hàng nó về theo lô nhá. Có lô thì 25, có lô thì 27, có lô 28, có lô 30. Cho nên là em cứ nói chung chung như vậy để tránh cái việc là khi các bác nhận hàng các bác đo đạc kỹ. Đấy, nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là 25m nhá. Thấp nhất sẽ có cho các bác là 25m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Dây điện vàng này, đó. Giang ơi. Dây điện vàng, giá của nó sẽ là dây điện vàng này. À, giá của nó sẽ là 190k và của nó sẽ là từ 25 đến 30m nhá, 25 đến 30m chiều dài của nó đấy. Và dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Dây 1.5 này, đó, dây 1.5 nhá. Lên cho em là dây điện vàng, đó. Rất là chất lượng cho các bác luôn. Đó, dây thì dây siêu mềm. Tiếp theo thì bên shop có cho bác là cái dòng dây xanh như này. Dây xanh như này thì nó cũng là một cái dây hàng ổ đúc nhá. Ổ đúc hết, tất cả đều là ổ đúc chống va đập, có đèn báo. Và thì cái này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và 30m nhá. 5m, 10m, 30m. Dây thì nó sẽ là dây của Nhật này, đây. CU này, đấy, Japan CU này. Đó, các bác thấy không? Đây, Japan nhá, Japan là của Nhật nhá, CU là dây đồng nhá. Đấy, từ 300 đến 500V nhá. FA 2.5 các bác nhá. Đó. Dây thì cũng khá là mềm luôn, dây rất là mềm luôn nhá. Và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây xanh nhá. Các bác lên cho em là dây xanh này, đó, dây xanh. Thì nó sẽ là dây xanh 2.5 chấm nhá, 2.5. Dây xanh 2.5 và 5m thì sẽ là bằng 220k. Đấy, 10m thì nó sẽ là 330.000 và 30m thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Đó. Hàng này của nó thì đủ mét, đủ tiêu chuẩn nhá. Đủ mét, đủ tiêu chuẩn. Dây đồng 100% luôn. Đó, rất là ok cho các bác luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khò ga nhá. Các bác lên xem là khò ga. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái khò ga rất là chất lượng như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Lên xem là khò ga đại nhá. Khò ga đại. Nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Cái màu sắc thì nó cũng không có quan trọng. Đấy, nhưng em lên đủ màu như này để khi các bác xem thì các bác nắm được, không đến lúc các bác lại ý kiến nhá. Đó. Sẽ lên mã giúp cho em đó là khò ga đại nhá, khò ga đại. Đấy, con này thì đầu kết nối của nó là đầu dẫn lửa là bằng đồng hết này và đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động. Đấy, và rất bền bỉ và chắc chắn và khá là to luôn nhá. To như này thì nó rất là chắc chắn, có điều chỉnh ga này. Đấy, và cái lẫy này của nó thì lắp vừa hết các loại bình luôn. Đấy, cho nên là các bác sử dụng rất là ok. Lên cho em là khò ga đại, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. Khò ga đại này. Các bác lên cho em là khò ga đại. Khò ga đại, giá của nó sẽ là 120k cho một con khò ga đại như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy. Nó sẽ là một con xịt hơi hàng của thương hiệu Kabushi như này. Đấy. Giá thì chỉ có 80.000 thôi, Kabushi Japan này. Đó. Thì các bác dùng con này thì mình có thể để mình nhà bác có máy hơi nhá, có máy hơi thì mình lắp cái đầu vòi này vào cho em. Mình xịt rửa xe rồi nói chung là thổi bụi, nói chung là đa di năng luôn. Thì các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy, có điều chỉnh ở đây này, có điều chỉnh van ở đây. Lên mã giúp cho em là xịt hơi. Con này thì giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, các cái đầu van này của nó đều bằng đồng hết này, cho nên nó rất là bền nhá. Lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho con xịt hơi này thôi. Đấy, hàng thương hiệu Kabushi của Nhật này. Lên cho em là xịt hơi nhá. Xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k cho một chiếc nhá. 80.000 cho một chiếc như này. Lên cho em là xịt hơi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật thì con này nó rất là tiện. Về nhà các bác chỉ việc lắp ráp và là mình sử dụng thôi. Và nó sẽ là dòng để mình lau chùi thì nó rất là tiện và nó sẽ là
một cái dòng chổi các bác có thể vắt trực tiếp được luôn. Đấy, vắt trực tiếp được luôn, nó rất là tiện. Đấy. Ở đây thì về nhà các bác chỉ việc là lắp những cái phần ấy này vào cho em này, lắp những cái phần phụ kiện này vào cho em cho nó hợp lý. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đây. Ở đây thì nó sẽ là một cái đầu như này các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái miếng dán nhá, một cái miếng dán như này. Đó, một cái miếng dán như này về nhà các bác dán vào cho em này. Cái miếng dán này thì đây các bác về nhà các bác đây, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu lau như này rồi. Về nhà các bác xoáy cái phần này vào cho em này. Xoáy cái phần này vào cho em này. Đó, đây. Các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào cái lỗ này, sau đó xoáy vào đây cho em này. Xoáy vào đây cho em. Đó, đây. Sau đó thì các bác xoáy cái phần này vào. Thì cái chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 1m, 2m, 3 gì đấy nhá. 1m, 2m, 3 gì đấy. Sau đó thì về nhà các bác lắp cho em cái miếng dán này vào đây này. Đấy. Đây. Các bác đẩy cái này xuống này. Đẩy cái này lên này. Đấy. Đây. Đấy, các bác đẩy cái này ra này. Đấy, lắp cho em cái miếng dán này vào đây nhá. Cái miếng dán này thì ở đây cái đầu này nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy như này. Các bác lắp vào đây cho em. Đấy. Lắp vào đây để nó lồng xuống, sau đó thì mình lắp cái phần dán này vào đây nhá. Một bộ này của nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng lau này luôn, hai miếng lau này luôn. Đấy, khi nào các bác lau thì các bác kéo lên này cho em nhá. Kéo này để lau này. Đấy. Kéo này để mình lau này. Đấy các bác này nhá. Đó, kéo này để mình vắt này, vắt này. Đó, kéo này vắt này. Đấy, khi mình này mình vắt này. Đấy, vắt rất là ngon luôn nhá. Vắt kiệt luôn các bác nhá. Đấy, nó vắt rất là kiệt luôn các bạn. Vắt rất là kiệt luôn. Sau đó thì khi mình lau thì mình chỉ cần ngửa lên này thôi. Đấy, các bác ngửa lên này cho em và mình lau. Đó, nó rất là tiện ích luôn nhá. Rất tiện ích luôn. Lau xong thì các bác lại xoay lại. Đấy, lại xoay lại các bác này. Đấy. Lại xoay cái hướng này lại, các bác lại đẩy xuống và mình lại vắt tiếp. Đấy, đưa vào mình vắt này. Đưa vào mình vắt này, rất là ngon luôn. Đó. Thì sản phẩm nó sẽ là rời như này, về nhà các bác lắp vào cho em. Nó rất là đơn giản thôi, lắp đặt nó rất là dễ dàng. Đấy. Mới đầu các bác chưa quen tay thì mình cứ làm nhẹ nhàng cho em một chút là ok. Đấy, và các bác lên cho em là chổi chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chổi chữ nhật như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là chổi chữ nhật giá sẽ là 80k. Dán thôi. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đó. Chổi chữ nhật. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ chổi chữ nhật này thôi. 80.000 cho một cái bộ chổi chữ nhật như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Nhật nhá. Đũa của Nhật đây. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp đũa như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 10 đôi, một vỉ như này bao gồm là 10 đôi nhá. Đũa thì được làm từ chất liệu của nó sẽ là sợi thủy tinh nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là 100% là sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đó, chống nấm mốc và được sử dụng rất là nhiều, bên Nhật người ta sử dụng rất là nhiều. Đó, rất là đẹp, sạch đẹp và ngon lành các bác nhá. Đấy. Đánh nhám chống dính này, đấy, dập hình vân cá nhá. Đó. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C, độ kháng khuẩn là 99% và giá thì chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 90k cho một vỉ đũa Nhật như này. 90.000 thôi nhá. Đấy, 90k cho một vỉ đũa Nhật như này nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop lại về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay dắt dao nhá, khay dắt dao. Đó, lên cho em là khay dắt dao này. Con này thì nó sẽ là bằng inox nhá, bằng inox này. Bên trong thì nó sẽ là bằng nhựa. Các bác có thể dắt dao và đũa vào đây đều ok hết nhá. Có lên cho em là khay dao đũa nhá, khay dao đũa. Đó. Khay dao đũa. Đấy thì nó sẽ về nhà có cái nắp này, các bác có thể cạy cái nắp này ra này. Đấy, cạy cái này ra để xả nước này. Đấy, xả nước. Hoặc các bác có thể đổ nghiêng đi nó cũng chảy ra thôi, tại vì cái này nó thấp mà. Đó. Thì các bác lắp vào đây chưa? Đó. Đây, rất là ngon lành cho các bác này. Nước thì nó sẽ chảy trong đây. 1 2 3 4 con dao, một cái liếc và một cái kéo. 4 dao, một liếc, một kéo là ok. Đây, đúng như trên hình như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em là khay dao đũa nhá, khay dao đũa. Có đúng không nhỉ? Khay đựng dao nhá, các bác lên cho em là khay đựng dao này. Giá là lên cho em là khay đựng dao nhá, khay đựng dao, dao đũa. Đó, khay đựng dao đũa này. Giá của nó sẽ là 160k nhá, 160.000 cho cái khay đựng dao đũa như này, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì cái chiều cao của nó thì vào khoảng là 20 và chiều rộng cũng là 20 nhá. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là
khay đựng dao đũa nhá, khay đựng dao đũa. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái con robot hút bụi các bác nhá. Robot hút bụi này. Con này thì rất là đa di năng luôn. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì con này bên shop đang bán cho các bác với cái giá đó là 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác một cái con robot hút bụi như này mà giá chỉ có 120.000 thôi. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Một con robot hút bụi mà các bác không thể tin vào tai mình được luôn nhá. Là giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, thì nó sẽ có cái cản pin về nhà, các bác rút cái cản pin này cho em này, tháo cái chân quay này ra này. Đó, và sau đó thì các bác chỉ cần nhấn nút khởi động này là máy chạy thôi. Đấy, máy đang chạy này. Ở đây thì nó sẽ có con hút này, nó hút vào đây này. Gió nó sẽ hút vào đây, hút bụi vào đây, và con này, hai con này nó sẽ quét này. Đấy, lên cho em là robot hút bụi nhá. Đây, em sẽ đặt cho các bác xem này. Đấy. Con này thì nó có thể hút được cả trên thảm này. Hút được cả trên thảm rồi, hút đa di năng được luôn. Đấy. Trên thảm, trên nền đất rồi, nói chung là đa chức năng hết các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đây. Đấy, và nó sẽ có cảm biến các bác nhá, có gọi là có cảm biến nhá, khi mà nó chạm vào đâu là nó sẽ tự quay đầu các bác này. Đấy, chạm vào là nó tự quay đầu thôi. Rất là đơn giản thôi các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy, bụi to, bụi nhỏ, bụi lớn, bụi bé chơi được hết các bác nhá. Chơi được hết luôn. Đấy, đây, các bác thấy không? Đây nó đang hút được các bác này. Đấy, tí nữa em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Đấy, cực kỳ sạch luôn các bác nhá, cực kỳ sạch luôn. Đấy, bụi to, bụi nhỏ, bụi lớn, bụi bé chơi được hết các bác nhá. Đấy. Và nó sẽ hút rất là kỹ cho các bác luôn. Đấy, có cảm biến nhá. Đấy, có cảm biến tức là có, ví dụ như là nó chạm vào các cái bề mặt là nó sẽ tự nó quay đầu ra đấy. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là tiện luôn. Rồi, mới hút có khoảng 1 phút thôi. Bây giờ em sẽ cho các bác xem cái lượng bụi khủng khiếp ở bên trong nhá. Đây các bác nhá. Đấy, em sẽ dừng máy này, tháo ra cho các bác xem này. Đấy, đây là cái nắp tháo ra này. Đây các bác nhá. Đấy, và đây nó sẽ có một cái lắp màng bên trên này. Lắp màng này là để nó, đây, vừa nãy xong này các bác này. Vừa nãy xong rồi các bác thấy cái độ bụi của nó khủng khiếp chưa? Đây. Đấy, em sẽ lấy thật nét cho các bác xem này. Những cái bụi mịn như này thì không bao giờ mình có thể quét được các bác nhá. Không bao giờ mình có thể quét được luôn. Đây. Đấy, một con máy sạch trắng bong như này mà em mới hút có khoảng 30 giây thôi. Chứ chưa đến 1 phút đâu mà cái lượng bụi của nó đã vào được tới như này rồi các bác này. Em chưa nói những cái rác to này, không nói làm gì nhá. Những cái rác to này thì không nói làm gì có thể quét được. Nhưng mà những cái dòng bụi mịn như này thì nó rất là khủng khiếp các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, những bụi mịn thì rất là khủng khiếp luôn. Mà mình không, mắt thường mình không thể nhìn thấy được này. Mắt thường mình không thể nhìn thấy được, các bạn thấy chưa? Đó, cho nên là dùng con này thì cực kỳ là hữu ích luôn. Và cái giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn cho một con, phải nói là một con robot như này mà giá chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000 cho một con robot như này thì không thể tin nổi luôn các bác nhá. Không thể tin nổi luôn. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái miếng dán để nó lau này. Đấy, về nhà các bác dán cái miếng dán này lên cái bề mặt này cho em này. Rồi chổi vệ sinh, rồi cáp sạc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 120.000 thôi nhá. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. Đấy, lên mã giúp cho em là robot hút bụi này. Đấy, robot này. Robot, lên cho em là robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá sẽ là 120.000 nhá. Đang bán là 150.000 nhá. Riêng hôm nay xả kho cho bác 120.000 cho con robot hút bụi này luôn. Khủng khiếp chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái dòng sản phẩm lên cho em đó là cái led, cái lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Con này thì nó sẽ có 3 màu các bạn, 3 màu. Màu sáng trắng, màu sáng vàng và màu trung tính nhá. Đấy, sáng trắng, sáng đỏ và trung tính. Dòng này của nó thì công suất của nó sẽ là, nó sẽ là một cái dòng bóng mà đây, của nó là 12W nhá các bác nhá, 12W. Nhưng mà nó siêu sáng luôn các bác nhá, 12W mà siêu sáng luôn. Mà nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này các bác này, nhỏ bằng hai ngón tay, nhỏ bằng hai ngón tay các bác nhá. Đấy, 12W siêu sáng và nhỏ bằng hai ngón tay như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 màu, 3 màu, cho nên bên em gọi nó là bóng 3 màu nhá. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đấy, màu trắng, màu đỏ và màu vàng trung tính nhá. Đây, các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Thì nó sẽ có 3 màu cho các bác luôn. 3 màu, màu trắng, màu đỏ và màu trung tính các bác này. Đấy, có 3 màu để cho các bác lựa chọn nhá. Đây. Đấy, các bác bật lên cho em. Đó, nó sẽ có 3 màu các bác này. Đấy, đây. Đấy. Đây, có 3 màu cho các bác luôn. Đây. Đây, các bác cứ tắt bật thì nó sẽ đổi màu nhá. Đấy, tắt bật nó sẽ đổi màu các bác này. Đây các bác nhá, thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Đầu tiên là màu đỏ này, sau là màu trắng trắng này và màu đỏ này. Đấy, màu đỏ này, màu vàng này và màu trắng này. Đấy, màu đỏ, màu vàng, màu trắng nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Đấy. Màu đỏ này, ánh sáng đỏ nhá, thì các bác cần dùng, ví dụ như là mình úm gà, úm giếc cần cái ánh sáng đỏ thế này thì các bác sử dụng cho em. Tiếp theo là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và tiếp theo nữa là ánh sáng trắng này. Đó. Và công suất của nó là 12W nhá, 12W cho một quả như này.
và nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này thôi các anh nhá. Đấy, em nói lại là nhỏ bằng hai ngón tay này thôi. 12W nhưng mà nó rất là sáng luôn. Dập cầu giam. 12W nhưng mà nó rất là sáng luôn nhá. Đây em sẽ test cái độ sáng thực tế cho các bác xem này. Đấy, đây. Đây các bác này, em bật lên cho các bác xem nhá. Ôi giời, dập cầu giam thì lại mất điện. Thôi bật lên. Đấy. Đấy các bác nhá, thì rất là sáng luôn. Rồi ok các bác nhá. Đấy thì nó rất là sáng luôn các bạn. Đấy, sáng trắng này, sáng đỏ và sáng vàng nhá, trắng đỏ vàng. Đó, trắng đỏ vàng nó sẽ có 3 màu như vậy. Và công suất của nó sẽ là 12W nhá, 12W. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Lên mã giúp cho em đó là bóng 3 màu nhá, bóng 3 màu. Giá của nó sẽ là lên cho em là bóng 3 màu này. Đấy. Bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30k trên một quả nhá, 30.000 trên một quả. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái bóng 3W này. Con này thì công suất của nó là 3W nhá, 3W. Đấy, có lên cho em là bóng LED 3W này. Con này thì độ sáng của nó sẽ là 3W thôi. 3W nó rất là nhỏ, thì các bác có thể dùng để mình sử dụng trong các cái khu vực nào mà mình cần sáng liên tục nhưng mà lại không cần phải sáng quá các bác nhá, để mình sử dụng. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ một cái con bóng 3W này, giá của nó sẽ là 10.000 nhá. 10.000 cho một quả bóng 3W này thôi. Đấy, lên cho em là bóng 3W, giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng 3W như này. Thì cũng rất là tiện dụng. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp em là bóng 3W. Không, cái này thôi. Lên cho em là bóng 3W, giá của nó sẽ là 10.000 các bác nhá. 10.000 cho một quả bóng 3W này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia cầm cho anh cái ống 63 ra đây. Kéo cắt ống nước nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá. Một loại là cắt ống 42 nhá. Con này thì chuyên cắt được ống 42 trở về nhá. Cắt. Cắt được ống 42 trở về các bác này. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một con kéo cắt ống 42 như này nhá. Các bác lên cho em là kéo ống 42 này. Đấy, lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống 42 như này. Con này của nó thì các bác sẽ cắt được từ ống nước 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật này, Kabushi Japan của Nhật nhá. Rất chất lượng cho bác luôn. Các bác về các bác cắt ống nước thì rất là ngon, không cần phải dùng cưa nữa. Dùng cưa thì nó sẽ có mùn. Đấy, cái thì các bác dùng nó rất là bất tiện. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy con này các bác này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng cắt nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì các bác chỉ cần đẩy đi này cho em này, đẩy đi này cho em. Đó, đẩy đi như này này. Thì khi các bác cắt đấy thì cái bề mặt của cái miếng tôn nó sẽ không nằm ở trên nhá, nó sẽ không nằm ở trên mà nó sẽ nằm ở dưới cái nách này. Thì các bác cứ thế là đẩy đi này cho em là xong. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Kéo tôn trợ lực giá thì chỉ có cho bác là 160.000 thôi. Kéo tôn này. Con này có trợ lực luôn nhá. Kéo tôn trợ lực hàng nội địa của Nhật nhá. Kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160k nhá, 160.000. Japan các bác này. Đó, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một cái con kéo tôn trợ lực như này. Con này thì rất là bền bỉ và chắc chắn, các bác dùng nó có trợ lực thì dùng nó rất là thích. Giá thì chỉ có 160k thôi, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ba bấm móng của Đức nhá. Các bác lên cho em là bộ ba móng Đức này. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Nó sẽ là 100.000 cho một bộ bấm móng như này, bao gồm cho các bác là 3 cây bấm móng của Đức nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Winling của Đức này, Winling của Đức đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và con này của nó thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 cái bấm móng nhá, 3 cái bấm móng này. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái bấm móng nhỏ này, một cái to này và một cái bấm khóe này. Bấm khóe này thì ví dụ như là các cái khóe tay, khóe chân này các bác đưa vào cho em thì mình bấm nó sẽ triệt để được hết các cái ngóc ngách các bác nhá. Đó. Dòng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, bấm rất là ngon nhá. Các cái khe kẽ tay kẽ chân đều bấm được hết nhá. Đấy, các cái khe kẽ này các bác đưa vào nó rất là ngọt các bác này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bộ ba bấm móng như này. Và con này ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác có thể mình đựng móng được luôn nhá. Đấy, cái phần này để các bác đẩy lên này. Đấy, đẩy lên và đựng móng vào đây. Đấy, khi mình cắt thì mình đẩy lên và khi ấy xuống thì mình lại đẩy xuống để mình đổ ra. Đó, lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho ba cái bấm móng như này. Tính ra chỉ vào có hơn 30.000 cho một cái bấm móng như này thôi. Bây giờ các bác ra ngoài cửa hàng mua một cái bộ bấm móng đẻo thôi, nó cũng đã phải là mất đi vài chục rồi. Đấy mà đây chỉ có 100.000 cho ba cái bấm móng như này. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức. Bộ ba móng Đức. Bộ ba móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho bộ ba móng Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khoan mini. Không phải khoan mini. Khoan mini các bác nhá. Đấy, khoan mini thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy khoan này, một thân máy khoan như này nhá, một thân máy khoan như này. Đấy.
một thân máy khoan như này các bác này. Con này của nó thì các bác có thể sử dụng trực tiếp theo hình cây súng như này, hoặc các bác có thể đảo chiều được nhá. Ấn cái nút này để đảo chiều cho em, thì khi mình đảo chiều thì nó sẽ là một cái khoan thẳng này các bác này, một khoan thẳng như này. Đấy. Thì các bác lắp cái mũi này vào cho em, lắp cái mũi này vào này. Đấy là mình sử dụng bất kỳ được luôn. Đây các bác này. Đây em sẽ test xoáy ốc cho bác xem nhá. Đây. Đấy, đây cái này là xoáy ra này, đảo ấn cái này thì lại xoáy vào này các bác này. Khoan rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác dùng cẩn thận không là tuét ốc đây các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn các bác này. Đấy. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đây, đấy. Đây các bác này, rất là tiện dụng luôn. Xoáy ra, xoáy vào đều ok hết nhá. Đấy, đây các bác xoáy ra này. Đấy, xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này. Đấy. Xoáy vào này. Rất là khỏe luôn các bác, rất là khỏe luôn. Đó, các bác theo. Ngoài ra thì con này nó sẽ có rất là nhiều các cái chức năng nhá, nhiều các chức năng luôn các bác. Đấy, nhiều chức năng luôn. Các bác có thể dùng như này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là 30 cái đầu vít như này nhá. 30 cái đầu vít như này các bác này. Đấy, 30 cái đầu vít này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho các bác này, để cho các bác về mình sửa chữa lặt vặt này. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay nối dài này các bác nhá. Con nối dài này thì nó sẽ có thể ngoắt nghéo được này, có thể ngoắt nghéo được nhá. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cả cái đầu ấy nữa các bác nhá. Cả cái đầu đây. Cái này nó sẽ là một cái đầu một cái bộ vít như này, một cái bộ vít và mũi khoan như này nhá, và nó sẽ có cho các bác là đầu lục giác nhá. À đầu gọi là các cái đầu ấy đây, các cái đầu đầu lục giác đây. Đầu lục giác thì nó sẽ có là từ 4 đến 14 nhá. Đầu lục giác từ 4 đến 14 như này. Đó, và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đấy, củ sạc của rước đầy đủ cho các bác luôn. Một cái bộ khoan mini như này. Các bác lên cho em là khoan mini nhá. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, 180.000 cho bộ khoan mini như này. Lên cho em là khoan mini nhá. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho bộ khoan mini các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác con hút bụi chạy bằng các bác lên cho em là hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn, cũng rất là khỏe. Hàng nội địa của Nhật này, của thương hiệu Tamasio nhá, Tamasio, hàng nội địa của Nhật này. Con này thì cũng chức năng của nó là cả hút cả thổi được luôn nhá. Đó, cả hút cả thổi được luôn. Hút rất là mạnh con này. Đấy, hút rất là mạnh luôn con này. Đấy. Và cả thổi được luôn nhá. Các bác lắp cho em cái đầu thổi này vào, lắp cái đầu thổi này vào con này. Đấy. Lắp cái đầu thổi này vào thì các bác dùng để mình bơm phao, bơm bóng hoặc là thổi bụi, thổi biếc cũng đều được hết nhá. Lắp cái đầu thổi này vào cho em này. Đấy, đây. Thì các bác thổi như này các bác này. Đấy. Đây các bác này. Con này, đấy. Lắp cái đầu thổi này vào cho em này. Đấy, đấy, các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng này. Đây, các bác nhá. Đấy các bác theo. Đấy, rất là khỏe luôn. Thì các bác lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin nhá. Bên shop có cả cái loại chạy bằng điện nhá, chạy bằng điện, cho nên lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin. Giá thì sẽ là 100 300 mấy. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, hút thổi bụi này. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, thổi bụi pin. Đấy, bằng pin nhá, giá sẽ là 170k nhá, 170.000 cho hút thổi bụi chạy bằng pin như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Mớn này lên để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu đá mài nhá. Thì bên em có hai mẫu, đó là mẫu đá vàng và mẫu đá đỏ. Thì nó chỉ lệch nhau một chút thôi các bác nhá. Và độ mịn của con này thì nó sẽ là đá đỏ này là 3.000-8.000, còn con đá vàng này thì sẽ là 5.000-10.000. Hàng thì sẽ có cho các bác kèm là một cái đệm cao su như này, để khi các bác để trên bề mặt mình mài dao thì nó không bị trơn trượt và các bác không bị đóng chặn chiếc gì cả, mà cứ thế là để là nó sẽ giữ yên định vị cho bác luôn. Đó. Và hàng này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng gửi tới các bác nhé. Lên mã giúp cho em là, các bác lên cho em là đá vàng hoặc đá đỏ nhé. Đấy. Thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một viên đá mài như này thôi. Đấy, hàng này của nó thì khi các bác mài dao thì siêu bén cho bác luôn. Hàng made in Japan nhé, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đó, made in Japan, đây các bác này. Đó, hàng của thương hiệu Katashiwa, nội địa của Nhật nhé, made in Japan. Con đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhé. Các bác lên cho em là đá đỏ này. Đá đỏ giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Đó. Và các bác lên cho em là viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Đá vàng thì giá của nó sẽ là 90.000 con này. Đá vàng thì giá của nó sẽ là 90.000. Nó sẽ lệch nhau 20.000 các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đá vàng nhá. Đá vàng thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một viên đá vàng như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Katashiwa, made in Japan này. Đấy, Katashiwa made in Japan. Đá vàng này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000-10.000 nhá. Đấy. Độ mịn của nó sẽ là 5.000-10.000. Đó, và giá sẽ là 90k. Còn đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000-8.000 nhá. Đấy, 3.000-8.000 và giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó.
thì các bác lên xem là đá đỏ hoặc đá vàng không nhá. Đá đỏ hoặc đá vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt rồi. Đó. Độ mịn của nó rất là cao và mài dao thì siêu bén cho các bác luôn nhá. Mài dao siêu bén cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về, cầm cho anh ghi dầu gội đầu xanh có chai nào không? Đó là cái dầu gội đầu của thương hiệu Clear nhá. Dầu gội đầu của thương hiệu Clear đây. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp và sản xuất ở Thái Lan nhé, cho nên là các bác yên tâm. Đó, hàng sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đây. Đấy, Bangkok Thái Lan này. Đấy, hàng ở Bangkok Thái Lan nhé. Sản xuất ở Thái Lan, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Bên shop có hai màu, màu trắng và màu xanh như này. Màu trắng và màu xanh như này nam nữ đều dùng được hết. Dung tích của nó sẽ là 450 ml các bác nhá. 450 ml. Giá thì sẽ là 80k thôi. Giá chỉ có 80.000 cho một lọ dầu gội đầu như này thôi. À, một lọ dầu đầu Clear như này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua ấy thì cái giá của nó sẽ tầm vào khoảng là 130 đến 150 cho một cái lọ như này. Nhưng mà riêng bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị thì giá nó rất là tốt luôn và hạn sử dụng đến năm 2026 này. Đấy, ví dụ như là con này thì nó thuộc cái hàng trưng bày và nó khi hết hạn sử dụng thì siêu thị nó bắt buộc nó phải đẩy ra, cho nên là cái giá mà bên shop nhập được giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Con này nếu các bác mua bên ngoài nó khoảng 140.000 nhá, 140.000 cho một cái lọ như này. Đấy, mà bên shop để cho bác giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 rẻ một nửa luôn các bác nhá. Đấy, lên xem là dầu gội đầu thì nó sẽ có dầu gội đầu Clear thì nó sẽ có hai màu là màu xanh và màu trắng như này, màu xanh màu trắng như này, nam nữ đều dùng được hết nhé. Các bác lấy màu nào thì lấy, giá thì sẽ là 140.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khay úp cốc nhá. Đấy, các bác lên xem là khay úp cốc, một khay úp cốc mạ vàng 18 carat siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái chiều cao của nó thì vào khoảng 12 cm, thì khi các bác úp những cái cốc dài không sợ bị lật nhá, không sợ bị lật. Và một cái khay này thì nó sẽ úp được 6 cái cốc. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay nhựa như này để các bác đỡ nước này. Đấy, ví dụ như là nước các bác rửa xong nó bị thừa này, hoặc là khi mà mình úp xuống thì nó sẽ còn những cái giọt nước nó dính ở cốc thì các bác nó sẽ chảy vào đây cho các bác này, thì nó rất là tiện. Thì lên cho em là khay úp cốc giá thì chỉ có 70k thôi, 70k. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc này giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một khay úp cốc như này, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là khay úp cốc giá của nó sẽ là 70k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái chảo của Nhật nhá. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá, lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Đấy, thì một con chảo như này, kích thước của nó sẽ là 20 cm nhá, 20 cm. Hàng thì nó sẽ là chảo tráng đá chống dính, cực kỳ là dày dẫn luôn. Đấy, tráng đá chống dính rất là dày dẫn các nhá. Đấy. Hàng này rất là dày các bác. Đấy, tráng đá chống dính siêu dày cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 100.000 cho con chảo tráng đá chống dính như này thôi. Và có kèm cho các bác là một cái khay đỡ như này nhá, một cái khay đỡ như này. Thì khi các bác chiên rán xào nấu thì mình nem niếc các thứ này. Đấy, hoặc rán tôm rán riếc thì mình đặt lên đây cho em. Đó. Và nó sẽ có dập khuyết như này, dập khuyết như này để khi các bác rót dầu rót riếc thì nó sẽ thành cái phễu, nó rất là tiện. Ví dụ mình chiên rán không hết thì mình lại rót ra các bác nhá, rất là tiện luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái chảo chiên không dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, chảo chiên ngập dầu này. Đó, chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu giá sẽ là 100.000. Chảo chiên ngập dầu này. Chiên ngập dầu nhá. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k thôi em, chảo chiên ngập dầu như này, rất là tiện dụng con này. Đường kính của nó sẽ là 20 cm. Các bác dùng để chiên tôm, chiên niếc, xào nấu được hết nhá. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật đây, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên cho em là khay bánh bao nhá, khay bánh bao hoặc là khay hấp xôi cũng được. Đó. Lên cho em là khay bánh bao. Giá thì một con khay bánh bao như này giá thì chỉ có 50 cành thôi. Tất cả của nó là chất liệu bằng inox 304 và nó sẽ là thu nhỏ như này, hoặc là các bác thì có thể banh như này. Thì các bác có thể dùng để mình chiên hấp này. Đấy, để mình hấp bánh bao này, hoặc là hấp các loại thực phẩm thức ăn này, hấp gà, hấp yết các thứ này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng để đựng hoa quả như này nhá. Hàng của Việt Nam chất lượng cao nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao. Lên mã treo là khay hấp bánh bao. Đấy. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua thì họ phải bán cho các bác dưới khoảng 80.000 đến 100 nhá. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop chiên khách hàng chỉ để cho các bác với giá 50.000 thôi. 50.000 cho một con khay hấp bánh bao như này, rất tiện dụng luôn. Khi mở ra thì cái đường kính của nó khá là to nhá, nó vào khoảng là khi mở ra thì nó vào khoảng 30 cm thì đấy, các rất là to luôn. Khay hấp bánh bao, giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho con khay hấp bánh bao như này nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bát úp mì nhá. Các bác lên tiền là bát úp mì. Dung tích của nó thì con này khoảng từ 300 đến 500 ml nhá, 300-500 ml, tức khoảng nửa lít gì đấy các bác nhá. Đấy, và rất là tiện này. Con này ưu điểm của nó thì có quai này và quai nhựa chống chống nóng này. Thứ hai là có nắp đậy rất là khít luôn. Đấy, nắp rất là khít như này thì các bác
Nếu mà các bác úp mì chỉ khoảng 30 giây các bác rót nước sôi và đậy khoảng 30 giây là các bác phải dở ra luôn, không sẽ bị nẫu mì nhá, nẫu mì. Đó, bên trong thì bằng inox sáng bóng và bên ngoài thì nó sẽ là bằng nhựa chống nóng như này, rất là tiện dụng mà sạch sẽ đẹp không nhá. Lên cho em là khay úp cốc, cái gì này úp mì nhỉ, cái gì? Khay úp mì à? Lên cho em là bát úp mì nhá. Bát úp mì giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000 cho một cái bát úp mì như này thôi, rất là rẻ các bạn. Đấy, 50.000 cho cái bát úp mì như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái led nháy 5m nhá. Đấy, led nháy 5m thì con này thì nó sẽ có bóc dán vào tường luôn, các bác bóc ra dán vào tường cho em. Đấy, con này thì rất là đẹp và nháy nhiều màu, đa sắc màu luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá, đó là lên cho em là led 5m, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con led 5m như này. Bật cho anh cái công tắc lên. Đấy, các bác lên cho em là led 5m nhá, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, ấn cái công tắc xanh. Ấn. Đấy, ấn đi. Đây coi nhá. Đó thì đây em có bật lên cho các bác xem này. Đấy, đây cái con này của em nó sẽ là con led 5m này. Có cả điều khiển nhá. Đấy, có điều khiển nó biết hết cho các bác sử dụng luôn. Đấy, và các bác cứ về các bác dán vào tường hoặc là dán vào tủ hoặc các cái vị trí nào mình cần dán nhá. Chiều dài của nó là 5m nhá. Đấy, lên cho em là led 5m này. Đấy, nháy rất là nhiều màu, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, lên cho em là led 5m, giá thì chỉ có 80.000 cho một cái bộ led 5m như này thôi. Đấy, các bác có thể dán lên nhà này, dán lên trần nhà hoặc dán trên ô tô, trang trí decor này. Có cục nguồn này, cục điều khiển và rắc cắm đầy đủ cho bác luôn. Lên cho em led 5m nhá, led 5m nhá. Led 5m giá của nó thì chỉ có 80k cho một cái bộ led 5m như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Led 5 dài 5m này, cục nguồn này, điều khiển các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là khay. Các bác lên cho em là gắp nóng nhá. Đấy, lên cho em là bộ gắp nóng nhá, bộ gắp nóng. Bộ gắp bát đĩa, bộ gắp bát đĩa thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai cái tay gắp này. Đấy, một cái tay là tay gắp kẹp như này, một tay gắp kẹp này. Và một cái tay này thì cái tay to để các bác gắp những cái đĩa, những cái bát ô tô này. Và một cái đôi cái tay bắt đôi bát xoong này. Cái này thì các bác dùng để bắt xoong, tức là trước ngày xưa thì các bác hay dùng bằng vải đấy, hay dùng bằng vải thì nó bất tiện mà nó không sạch sẽ. Bây giờ các bác dùng cái này cho em. Đây mình kẹp tay vào đây này. Đấy, xoong nồi nóng thì mình bê ra là xong này. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng lót để các bác lót xoong nồi hoặc là những cái cốc, những cái ly, những cái chân bát nhỏ đấy, bát ô tô nhá, các bác đặt lên đây cho em. Đấy, để lên đây thì nó sẽ không bị nóng, không ảnh hưởng đến bàn kính các thứ nhá. Đó, hoặc là bàn gỗ. Và bộ sản phẩm như này, lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ gắp bát đĩa như này. Đấy, cả một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là 4 5 món như này mà giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Quá là rẻ mạt luôn các bạn. Mà cái con này thì cái tính ứng dụng của nó cực kỳ là cao luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái sản phẩm và cái tính ứng dụng của nó. Con này thì nó ứng dụng rất là cao và sử dụng thực tế luôn, chứ không phải là hàng để mà trưng bày đâu các bác nhé. Đấy, lên cho em là các bác lên đã giúp cho em, đó là bộ gắp bát đĩa nhá, bộ gắp bát đĩa, bộ gắp này. Đấy, bộ gắp bát đĩa nhá, bộ gắp bát đĩa giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác này, cái tính ứng dụng của nó rất là cao nhá, các bác có thể gắp bát, gắp đĩa này. Đấy, rất là tiện dụng luôn các bác thấy không. Đấy, đĩa to, đĩa nhỏ, đĩa tròn, đĩa trái tim gắp được hết. Những cái bát đĩa như này các bác dùng đồ nóng thì nó rất là nguy hiểm, thì các bác kẹp vào cho em, mình bê ra nó tiện dụng bao nhiêu luôn. Đó các bác nhá. Đấy, các bác thấy không, rất là tiện dụng nhá. Đấy, và có cả những cái bát tay như này rất là tiện luôn này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 50.000 cho một cái combo, một cái bộ như này thôi. Giá sẽ là 50k nhá, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Rồi ok, vâng chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, và đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship. Các bác nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship thôi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200k trở lên thì sẽ được bao ship thôi. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay, đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái đây, nó là sẽ là một cái con này thì các bác lên cho em là bật lửa đại nhá. Đấy, nó sẽ là một con bật lửa rất là to như này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác bơm ga vào đây cho em này. Ở đây sẽ có cái đít để các bác về bơm ga, và có cái lẫy khóa thì khi mà các bác sử dụng thì mới mở cái khóa này ra cho nó an toàn này.
Còn bình thường các bác khóa lại để tránh cái việc là mình bỏ vào túi hoặc va chạm nó sẽ lên lửa này. Thứ hai là có điều chỉnh cái lượng lửa to nhỏ nhá. Thì con này nó sẽ như một cái khò ga luôn nhá, như một cái khò ga luôn. Thì các bác có thể dùng làm khò ga hoặc dùng làm bật lửa hoặc là nhóm bếp hoặc là đa di năng được nhá. Đó, rất là đẹp như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng xịn sò các bác này. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Lên cho em là bật lửa đại nhá, bật lửa đại. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đấy. Các bác lên cho em đó là bật lửa đại này, bật lửa đại giá sẽ là 180.000. Về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em. Đó. Bật lửa đại nhá. Đó. Bật lửa đại này. Giá của nó sẽ là bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca luôn cho nó tránh khỏi bị nhầm. Đấy, bật lửa đại ca, giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy thì hàng này chiều dài của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, có cái lẫy khóa các bác này. Bình thường các bác không thể bật được đâu, chỉ mở cái lẫy khóa này ra thì mới bật được này. Đấy, hàng của thương hiệu Robon của Nhật nhá, Robon của Nhật. Đó, có lẫy để điều chỉnh ga luôn, rất là chắc chắn nhá, bằng hợp kim này. Hợp kim rất chắc chắn đấy các bác luôn. Đó, bóp rất là ngon nhá. Thì các bác cứ bật như này là nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động đây rồi. Và bơm ga vào cho em là xong, nó giống như một cái bật lửa thôi. Đó, lên cho em là bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Giá sẽ là 180.000. Bật lửa đại ca 180.000. Đây. Đấy, 180.000 cho con bật lửa đại ca này nhá. Về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em nhá, tự bơm ga nhá. Tự bơm ga này. Đó. Về nhà thì tự bơm ga vào cho em tại vì là chưa có ga đâu nhá, chưa có ga, về nhà các bác tự bơm ga. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Thì con này các bác có thể dùng để hút thuốc lào, hút thuốc lá đều được hết nhá. Hút thuốc lào, hút thuốc lá đều ok hết. Đó, lên cho em là tẩu thuốc nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Đây, hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là tẩu thuốc, con này thì dùng rất là tiện. Các bác có thể về mình sử dụng để có thể là mình hút thuốc lào này, hút thuốc lá cũng đều được các bác nhá. Đấy, ở đây nó sẽ là một con tẩu như này. Và bên shop về thì nó sẽ có hai màu nhá, một là màu đồng, hai là màu vàng nhá. Đấy, một màu đồng, một màu vàng. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy, một màu đồng, một màu vàng. Đây, hàng thì của nó sẽ là bằng cái này thì của nó sẽ là bằng dạng như là bằng cái này, nó là bằng nhựa thôi, bằng nhựa nhưng mà nó là nhựa dạng như là nhựa cao cấp đây các bác. Đấy, nhựa cao cấp và mạ đồng rất là đẹp luôn. Đây là cái đầu ti của nó này. Đấy, cái đầu ti này của nó thì hình như nó là bằng thép nhá. Đầu ti này thì bằng thép. Đấy, còn cái thân này thì bằng nhựa nhá, bằng nhựa. Thì các bác có thể dùng để mình hút thuốc lào cũng được này. Đấy, cho thuốc lào hoặc cho thuốc lá vào đây. Đấy, con này thì chủ yếu là để hút thuốc lào thì ok hơn nhá, hút thuốc lào thì ok hơn. Đấy, thì các bác lên cho em là lên mã giúp cho em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em là tẩu thuốc nhá. Có sẽ có màu vàng và màu đồng nhá. Có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Các bác lên mã giúp cho em là tẩu thuốc nhá. Đó, tẩu thuốc này. Tẩu thuốc bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 thôi. 70.000 cho một cái mã tẩu thuốc thôi nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70 cành thôi. 70 cành cho một em tẩu thuốc như này con này. Đấy, lên cho em là tẩu thuốc. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Thì sẽ có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, con này thì rất là hay, các bác có thể mua về để mình hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng làm đồ siêu tầm cũng được. Tẩu thuốc 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm tiếp theo đó là cái và lên mã giúp cho em đó là cái các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn nó sẽ là một cái đầu như này các bác này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cái đầu mũi khoan máy khoan cầm tay cho em. Máy khoan cầm tay nhá, khoan pin hoặc khoan điện cầm tay đều được hết. Đấy, đưa vào là mình cắt cái miếng tôn đi rất là ngọt luôn. Đó, lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Thì khi mà về nhà các bác lắp vào nó sẽ như trên hình như này này. Đấy, như trên hình như này các bác này. Đây. Lắp ráp thì như trên hình như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000 nhá. 140 cành cho cái đầu cắt tôn này. Đấy, lên mã cho em là đầu cắt tôn. Giá sẽ là 140.000 đấy, em có video luôn. Đây các bác này, lắp ráp thì nó chỉ có đơn giản như này thôi. Đấy, sau đó thì lắp ráp xong thì mình đưa vào mình cắt thôi. Đây. Cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, nó cắt rất là ngon như này thì các bác làm thợ làm nghề hoặc là các bác bên dân chế cháo thì sử dụng cho em rất là ok. Chỉ cần lắp vào sau đó thì mình quặc vào là xong. Nó rất là tiện này. Các bác có thể dùng để mình cắt tôn này rồi cắt các cái cắt sắc bén cho lưỡi cắt bít. Anh em quan tâm sản phẩm bấm vào link mua hàng bên dưới. Cảm ơn anh em. Anh em kỹ thuật xây dựng không nên bỏ qua sản phẩm này. Đầu cắt tôn gắn máy khoan pin, khoan điện cắt được tôn sóng, tôn hàng khí đắt, phiên bản mới nhất, hàng chính hãng nhiều cải tiến mới và bền bỉ hơn mẫu cũ, giúp thi công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức. Lưỡi cắt tôn làm bằng thép hợp kim độ cứng và độ bền cao,
lưỡi cắt sắc bén cho lưỡi cắt mịn. Anh em quan tâm sản phẩm bấm vào link mua hàng bên dưới. Cảm ơn anh em. Đó, rất ok em các bác nhá. Đây sản phẩm nó sẽ là một cái đầu chuyển như này các nhá, một cái đầu chuyển như này. Các bác chỉ cần lắp vào đây là nó sẽ xoay này. Đấy, nó xoay nó sẽ cắt này. Và các cái đầu gông rồi vít viết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái đầu cắt tôn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay các bác nhá. Các bác lên cho em là ống nước găng tay lao động các bác nhá. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là bên shop có bán theo combo và bán lẻ. Bán lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên nhá. 5 đôi thì sẽ là 40.000. Còn các bác mua combo cả một bịch như này. Một bịch này là 12 đôi và giá thì chỉ có 70k thôi nhá. 70k. 70.000 trên một bịch 12 đôi nhá. 70.000 trên một bịch 12 đôi. Còn mua lẻ thì 5 đôi nhá. Đấy, mua lẻ thì từ 5 đôi trở lên này. Đấy, từ 5 đôi trở lên và giá sẽ là 40.000. Con này thì dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Đây các bác này. Đấy. Dòng này thì của nó cái độ co giãn của nó rất là cao và rất là ôm tay nhá. Đây các bác xem đeo vào cái tay của em này. Tay to tay nhỏ đeo vừa hết nhá và nó rất là ôm tay luôn. Ở đây thì nó sẽ có các cái hạt cao su. Có cái hạt cao su như này để các bác cầm nắm nó dễ dàng và không bị trơn trượt nhá, không bị trơn trượt. Đó, kể cả em có cầm bút viết cũng rất là ok nhá. Đây em cầm bút viết các bác này. Đấy, nó sẽ có cao su này rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Lấy cho anh cái bút khác tí nào. Găng tay lao động này. Giá thì sẽ là 5 đôi thì sẽ là bằng 40k nhá. 5 đôi là 40k. Và một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. Bịch 12 đôi là 70.000. Còn 5 đôi sẽ là 40.000 các bác này. Đấy, 5 đôi là 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm vàng các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm vàng này. Đấy. Kìm vàng. Đấy, cầm cho anh ở cái kìm đỏ ra đây. Đấy thì con kìm vàng này thì giá sẽ là 130.000. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc dòng hàng hàng Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Hàng Nhật xuất Mỹ. Đó, hàng Nhật xuất Mỹ. USA các bác này. Đây USA các bác nhá. USA, hàng Nhật xuất Mỹ. Đấy thì con này bên shop bán nó sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Giá sẽ là 130.000 cho một con kìm vàng như này. 130k các bác nhá. 130k cho con kìm vàng như này. Hàng Nhật xuất Mỹ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là kìm vàng. Kìm vàng. Giá sẽ là 130k. Đó, 130k. Con này thì nó sẽ có các cái công năng. Thứ nhất là dùng để tuốt dây này. Thứ hai là dùng để bấm cốt nhá. Bấm cốt này. Đấy. Tuốt dây, bấm cốt rồi xoắn dây rồi vặn ốc rồi đa di năng luôn, cắt dây. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái kìm đỏ này. Đấy, con kìm đỏ với con kìm vàng này thì cũng đều là hàng của Nhật hết nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa Nhật này, Japan này. Đó. Con kìm đỏ này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k thôi. 100k cho con kìm đỏ như này. Con này thì nó sẽ ưu điểm là có một cái lò xo như này thì lúc nào nó cũng ở chế độ là đẩy cho nên là các bác dùng nó rất là thích nhỉ. Đấy, và con này cũng rất là ngon luôn. Và con kìm vàng này thì to dày dẫn hơn một chút nhá, to cứng cáp hơn một chút thì con kìm vàng này sẽ là 130.000 và con kìm đỏ này thì giá của nó sẽ là 100k nhé. Con này thì các bác lên cho em là kìm đỏ, giá sẽ là 100.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đó, kìm đỏ này giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con kìm đỏ như này. Đây, con này là kìm đỏ này, kìm đỏ giá sẽ là 100k. Còn con này thì sẽ là kìm vàng là 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con đèn hộp nhôm nhá. Nó đựng trong cái hộp nhôm như này cho nên bên shop lên nó là đèn hộp nhôm. Sẽ bao gồm cho các bác là đèn, dây sạc rồi quai đeo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, và con này nó sẽ là có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đầu tiên thì các bác bật đèn cho em này. Đấy, bật đèn này. Đó thì nó sẽ là đèn rất là sáng luôn mà có chức năng là sáng mạnh, sáng vừa và đèn đỏ này. Đấy, đèn vàng, đèn trắng, đèn đỏ và cảnh nhấp nháy cảnh báo cho các bác luôn. Đó. Và đèn của nó thì siêu sáng luôn nhá. Các bác nhìn trực tiếp vào là sẽ rất bị hại mắt đấy, tại vì nó ánh sáng của nó rất là mạnh. Cho nên là các bác tránh trực tiếp nhìn vào thẳng vào đèn nhá. Rất sáng luôn các bác này. Sáng trắng luôn. Đó. Nó sẽ có đèn ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo. Ngoài ra thì nó sẽ có một con bật lửa nhá. Thì các bác giữ lì cho em cho đèn nó lên là bật lửa sẽ lên này. Đấy, và các bác nhấp này là nó sẽ tắt này. Khi bật thì giữ lì cho em. Khi bật thì giữ lì các bác nhá. Đấy, còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ tắt thôi. Đấy, nó rất là tiện dụng cho bác luôn. Bật thì giữ lì giúp cho em nha, giữ lì cho nó lên này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp nhẹ phát này là nó sẽ tắt này. Đấy, nhấp này là nó sẽ tắt luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một con đèn hộp nhôm như này. Lên cho em là đèn hộp nhôm, giá sẽ là 100.000 nhá. Đó. Lên cho em đèn hộp nhôm này, giá sẽ là 100k cho con đèn hộp nhôm như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 các bác nhá, xịt RP7. Các bác lên cho em là xịt RP7, giá chỉ 35.000 thôi. Dòng này thì nó sẽ là dòng của Australia các bác nhá. Australia các bác này, đây. Đấy, Australia này các bác này. Đấy. Dòng này của nó sẽ là của Australia.
Con này thì công năng của nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, làm ngưng các tiếng kêu phát ra từ các vật liệu bị cọ sát này, và rất là nhiều các cái công dụng khác nhau nữa. Đợt này thì lô này nó sẽ thêm cho bác là 25g đó, và giá không đổi nhá, giá của nó sẽ là 35k. Lên cho em là xịt RP7 35k cho một bình xịt như này nhá, 35k cho một bình xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Các bác lên cho em là đuôi lò xo, giá thì chỉ có 35.000 trong cái đuôi lò xo này thôi, 35k cho một con đuôi lò xo như này. Con này thì sẽ bao gồm cho bác là một đuôi có ổ cắm mà có công tắc luôn, rất là tiện, và đuôi của nó sẽ là thuộc dòng đuôi lò xo như này các bác nhá, rất là tiện luôn. Thì các bác dùng để mình sơ cua, ví dụ như là mình cần phải có bóng đèn thắp sáng di chuyển các vị trí thì các bác chỉ cần là thắp cho em quả bóng đèn vào đây thôi, sau đó thì mình cắm vào là xong đó, và các bác có thể rút ra di chuyển ở các vị trí này nọ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 nhá, 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Lên mã cho em là đuôi lò xo A nhá, đuôi lò xo A giá sẽ là 35k nhá, 35.000 thôi, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá, keo vá tường này giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng keo như này các bác này. Đấy, một cái dòng keo như này. Và con này thì rất là tiện nhá. Các vết tường bị thấm rột rồi loang bong chốc rồi ẩm ướt, các bác cạo cái cũ đi. Sau đó thì các bác bôi cái mới này lên cho em. Bôi mới lên cho em đây các bác. Đấy, khi bôi lên bề mặt thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, bôi lên thì nó sẽ như này, và nó sẽ giúp cho các bác là đánh các cái vết bẩn bị ố rồi bong chốc là các thứ là các bác bôi lên cho em là ok nhá. Đấy, đây em sẽ có video thực tế cho bác xem này. Keo vá tường tiện lợi. Đây các bác nhá, các cái vết tường của nhà mình nó bị bong chốc rồi bị nứt các thứ như này các bác này. Đấy. Thì các bác đưa vào các bác vá vào cho em. Đó. Đấy, vá cho em là ok luôn các bác này. Đấy, mình vá sau đó thì mình dùng cái bàn tà lột mình vuốt nó đi thẳng đẹp cho các bác luôn, sạch sẽ nhá. Đấy, cực kỳ là tiện lợi các bác này. Đấy, các cái chỗ tường bị bong chốc thấm rột này, đấy, ví dụ như là nó bị ẩm ướt này, hoặc là trẻ con vẽ bậy lên tường này, các bác dùng các bác ấy đi cho em là xong. Đó, rất là ngon nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là keo vá tường nhá, giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ keo vá tường. Lên cho em là keo vá tường nhá, keo vá tường giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ keo vá tường rồi ok. Hello chào các bác nhé. Nay thì bên em tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ống hút dung dịch nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình hút rượu, hút nước, hút xăng, hút dầu đều được hết nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái ống dài khoảng là 80 cm như này này, một ống dài khoảng 80 cm. Thì các bác có thể cắt ra làm đôi hoặc là các bác dùng một bên được. Đấy, các bác cắm vào đây cho em thì các bác có thể cắt ra làm đôi, hoặc là mình dùng một bên tùy theo nhu cầu và mục đích của mình này. Sau đó thì các bác bơm rượu, bơm dung dịch, bơm các cái loại nước đều được ok hết nhá. Bơm xăng, bơm dầu đều được tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Các bác có cái gì bơm cái đấy cho em. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 30k nhá, 30k. Các bác lên mã giúp cho em đó là hút dung dịch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút dung dịch này. Lên cho em đó là hút dung dịch nhá. Hút dung dịch này. Giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k cho một cái hút dung dịch như này. Đấy, giá chỉ có 30.000 cho một bộ này thôi. Đầy đủ combo cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là ống hút này, đai rồi đầu bóp này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây các bác này, mình có thể dùng để mình chiết rượu này, rồi chiết các cái dòng nước khác đều được hết nhá. Nó rất là tiện luôn. Đó, bơm rượu, bơm chất lỏng đều ok hết này. Đấy các bác thấy không? Đấy, nó rất là tiện này. Bóp cái là nó chảy ra như này, siêu tiện dụng luôn. Bình thường nếu các bác phải hút bằng mồm thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, xăng dầu các thứ này, bơm chiết rất là tiện luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 30.000 cho một cái hút dung dịch như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khóa dây nhá. Khóa dây thì con này các bác lên cho em là khóa dây, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con khóa dây như này các bác nhá. 80.000 cho một con khóa dây như này, con này thì rất là tiện. Và bên shop thì đang để mặc định mật khẩu của nó là sẽ là dãy số 0 nha, và các bác chỉ cần xoay đi một số là không mở được rồi. Các bác cho em về số 0 là mở bình thường. Còn khi cài mật khẩu thì các bác theo cái chiều mũi tên này cho em này. Đấy, xoáy cho em theo chiều mũi tên này, sau đó thì các bác cài mật khẩu, sau đó thì các bác lại xoay trở lại là xong. Đấy, nó rất đơn giản vậy thôi. Thì lên mã giúp cho em đó là khóa dây nhá. Con này thì sẽ là 80k cho một con khóa dây như này. Đấy, lên mã giúp cho em là khóa dây nhá. Khóa dây giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một mã khóa dây như này nhá, 80.000. Đấy, khóa dây 80.000 các bác này. Lên cho em là khóa dây 80.000 nhá.
sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy đánh trứng nhá, máy đánh trứng 30.000. Con này thì nó sẽ không có pin đâu, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Con này thì sẽ không có pin đâu, về nhà các bác tự mua pin nhá. Ở đây thì nó sẽ sử dụng hai cái quả pin con thỏ lại to, thì nó rất là tiện ích như này. Các bác chỉ cần lắp pin vào sau đó thì mình sử dụng để mình đánh trứng hoặc là pha chế các loại nước uống thì nó rất là tiện, hoặc các bác dùng để pha cà phê cũng được. Thì mình về mình mua pin mình lắp vào, pha cà phê rồi đánh ngũ cốc các kiểu, nói chung là nó rất là tiện. Lên cho em là máy đánh trứng, giá của nó sẽ là 30.000 và không có pin nhá. Cầm anh cái búa bé ra đây nào. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa đinh nhá, thì nó sẽ có hai mẫu. Búa A1 nhá. Đấy, A1 là to đúng không? Đấy thì các bác lên cho em là em có hai mẫu nhá. Đấy, búa A1 và A2 này. A1 thì sẽ là nhỏ và A2 là to này. Đấy. Búa A1 nhỏ thì con này giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80k. Lên cho em là A1 nhỏ này, A1 sẽ là búa nhỏ nhá. Số 1 là sẽ là số nhỏ này. Đấy, số 1 là số nhỏ nhá. Con này thì nặng khoảng 5 6 lạng và chiều dài của nó khoảng là 25 cm. Đấy, nặng 6 lạng, dài 25 cm. Đấy, các bác lên cho em là búa A1 nhỏ, hàng của thương hiệu Asahi. Đấy, hàng nội địa của Nhật và cán thì bằng thép và cái phần cán nhựa, bọc nhựa nha, bằng thép bọc nhựa. Đấy, còn con này là các bác lên cho em là A2 to nhá. A2 to, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con A2 to như này. Đấy, thì nó sẽ có hai loại. Con to này thì khoảng 6 7 lạng nhá, khoảng 7 lạng. Đấy, con này thì khoảng 3 4 lạng, con này thì khoảng 6 7 lạng và chiều dài của nó khoảng 30 cm. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt bạc nhá. Các bác lên cho em là dao chặt bạc này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 155.000 đúng không? Hả? Chặt bạc này cơ mà. Các bác lên cho em là dao chặt bạc nha. Con này thì giá của nó sẽ là 165.000. Các bác lên cho em là chặt bạc này, giá sẽ là 165k nha. 165.000 cho con dao chặt bạc như này. Con này của nó thì cực kỳ là dày dẫn luôn. Chiều dày của nó thì khoảng trên 1 ly nhá. Trên 1 ly đó. Cán của nó thì tất cả chiều dài của dao thì khoảng trên 30cm. Và nguyên phần lưỡi thì khoảng hơn 20cm nhá. Và cái phần bản của nó thì cực kỳ khủng khiếp luôn. Bản này của nó thì chắc là vào khoảng 10 mấy cm thì đấy các bác nhá. Bản này rất là to luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là chặt bạc nhá. Chặt bạc con này thì sẽ là 165.000 cho con dao chặt bạc như này. Con này dùng thì siêu chất lượng rồi các bác nhá. Siêu chất lượng rồi. Các bác lên cho em là dao chặt bạc, giá sẽ là 165.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con dao gọt 2 nhá. Các bác lên cho em là dao gọt 2. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một con dao gọt 2 như này. Dao hàng này thì nó sẽ là siêu bén cho các bác luôn. Đây con này. Đấy, siêu bén luôn các bác nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả, gọt trái cây rất là ngon luôn. Đấy, thái rau thái diếc cũng được, nó rất là nhỏ gọn, chiều dài khoảng 20cm. Lên cho em là gọt 2, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con gọt 2 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một con dao, con này thì các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức, giá của nó sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức như này. Hàng made in Germany các bác này. Đấy, made in Germany. Chiều dài của nó thì nó sẽ là khoảng 30cm nhá, chiều dài khoảng 30cm. Nguyên phần lưỡi thì khoảng trên 20cm. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê đều ok hết nhá. Đó, lên cho em là dao Thái Đức nhá, rất là bén luôn các bác này. Đấy. Siêu bén luôn các bác này, các bác thấy không? Rất là bén luôn. Lên cho em là dao Thái Đức, con này thì hàng made in Germany này. Đó, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có bo đầu nhá, có bo đầu cán đúc nha, cán đúc có bo đầu liền thân như này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là dao Thái Đức, giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con dao Thái Đức như này, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng dao tiếp theo đó là con dao thái lỗ nhá. Các bác lên cho em là dao thái lỗ này. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 135.000 nhá. Đấy, dao thái lỗ này. Đấy, thái lỗ, giá của nó sẽ là 135k nhá. 135.000 cho con dao thái lỗ như này, ở đây nó có cái lỗ này. Cho nên bên em gọi luôn nó sẽ là dao thái lỗ nhá. Giá của nó sẽ là 135.000. Con này thì siêu bén luôn. Đấy, và ưu điểm của con này thì cũng rất là đầm tay, thì các bác có thể dùng để mình băm thịt, băm riếc nhẹ nhàng được. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, Atasuki các bác này, made in Japan nhá. Đó, made in Japan. Chữ khắc chìm trực tiếp trên thân dao luôn. Và cũng rất là bén các bác. Đây, rất là bén các bác này. Đó, rất là bén luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá đó là 135.000. Lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 135.000 nhá. Dao thái lỗ 135.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ lục giác và bộ hoa thị nhá. Đấy, có lên theo là bộ lục giác và hoa thị. Thì bên shop có hai mẫu.
Đấy, lục giác hoa thị các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Có lục giác, có hoa thị. Giá thì bộ hoa thị này sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một bộ hoa thị như này con này. Đấy, một ở đây của nó sẽ là có là 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cây tất cả nhá. Nó sẽ có 9 cây tất cả. Và thông số của nó thì nó sẽ là từ con này của nó sẽ là từ 10 này, từ 10 đến 50 nhá, từ 10 đến 50. Đó. Bộ này thì có lên cho em là bộ hoa thị nhá, bộ hoa thị. Giá sẽ là 60.000 cho một bộ hoa thị như này con này. Đấy. Bộ hoa thị thì 60.000 các bác nhá. Đấy, còn bộ lục giác thì có lên cho em là lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90.000. Đấy. Thì có lên cho em là bộ hoa thị nhá, bộ hoa thị này. Bộ hoa thị. Bộ hoa thị giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho một bộ hoa thị như này thôi. Đó. Đây sẽ là cái bộ lục giác này. Bộ lục giác này thì nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Hàng cũng là hàng của Nhật đây. Hàng của thương hiệu Tajima Made in Japan nhá. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu, cũng bao gồm cho các bác là 9 cây. Và đầu của nó thì nó sẽ là từ 1.5 đến 10 nhá. Từ 1.5 đến 10. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k cho một bộ lục giác 7 màu như này nhá. 90.000 cho một bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, có lên cho em là lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Lên mã giúp cho em là lục giác 7 màu nhá. Lục giác 7 màu này. Lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một bộ lục giác 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử. Con này thì được làm từ sợi carbon nhá, chứ không phải bằng thép nhá, được làm từ sợi carbon. Về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó sẽ là cái phần cản pin vật mũi tên đen này, này. Đấy, các bác tháo ra cho em thì bắt đầu pin nó bắt đầu hoạt động nhá, để tránh cái việc là hàng trong thời gian vận chuyển hoặc là thời gian vận chuyển hoặc thời gian lưu kho nó sẽ bị hết pin. Đấy, cho về real low này, sau đó các bác bắt đầu đo này. Đây thì nó sẽ có đo đường kính bên trong, đường kính bên ngoài và đo chiều sâu nhá. Đây nó sẽ đo chiều sâu và tổng chiều dài của nó sẽ là 15 cm, tức là 150 mm nhá, 150 mm. Và con này thì giá chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là thước kẹp gem điện tử, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy. Thước kẹp gem điện tử này, kẹp gem điện tử giá sẽ là 100k. Kẹp gem điện tử này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho một cái con thước kẹp gem điện tử như này. Đó, giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con tô vít hai đầu nhá. Tô vít hai đầu, các bác lên cho em là tô vít hai đầu. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con tô vít hai đầu như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình lắp này. Lắp sử dụng trực tiếp và các bác có thể đảo đầu được nhá. Rất là tiện luôn. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của Hayabusa của Nhật này. Hayabusa của Nhật, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các bác có thể đảo đầu như này nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái tô vít bình thường nó cũng đã phải mất đi 25-30.000 rồi. Thế mà đây một cái tô vít đảo đầu như này. Đấy, rất là tiện dụng con này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80.000. Con này thì nó rất là dài luôn và các bác có thể tùy chỉnh theo cái công việc của mình thì mình chỉnh cho dài ngắn tùy theo nhá. Đấy, thì nó rất là tiện. Đấy, thì nó sẽ có là khá là dài luôn, chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá, mười mấy 20 cm gì đấy. Cũng rất là tiện. Lên cho em là tô vít hai đầu. Tô vít hai đầu giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đó. Có lên mã giúp cho em là tô vít hai đầu, giá sẽ là 80k. Hàng của Nhật các bác này, đây, Japan quá này. Đấy. Lên cho em là tô vít hai đầu nhá. Tô vít hai đầu. Giá của nó sẽ là 80k. 80.000 cho một chiếc, 80.000 cho một chiếc tô vít hai đầu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 cho một con nạo lưỡi như này. Rất là tiện luôn, bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Các bác có thể dùng để mình vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng miệng, vệ sinh lưỡi rất là ok. Lên mã giúp cho em là nạo lưỡi, giá của nó sẽ là 20k nhá. Lên cho em là nạo lưỡi này. Nạo lưỡi, giá của nó sẽ là 20k trên chiếc nạo lưỡi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái bộ lấy dây tai đèn đây. Đấy, thì chọn bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ như này. Đó, và giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một bộ lấy dây tai đèn như này. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác lên mã giúp em là lấy dây tai đèn nhá. Đây nhá, bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm là hai cây như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có đèn này các bác. Đấy, mở ra các bác cho lắp cái đầu này vào cho em này. Đấy, có đèn cho các bác luôn, rất là tiện. Đấy, đèn sáng mình rất là dễ lấy các bác nhá. Đây. Đầu này là để thanh tay, thanh để lắp đầu giấy tay vào này. Đó, trong này nó sẽ có hai đầu lấy giấy tay bằng nhựa nữa. Đó.
có hai đầu lấy dây tăm nhựa mình vặn vào đây, mình lắp vào đây này, rồi đầu này mình sẽ lắp pin này, trong này sẽ có luôn kèm pin, bộ này sẽ tặng kèm luôn cả pin 3A cho các mẹ luôn nhé các mẹ nhé. Thả này, chiều mũi cái đầu nó nhô ra này, cực dương nó sẽ xuống trước này, cực âm vào xuống, cực âm quay ra này, sau đó là mình vặn nó vào như thế này ạ, rất là tiện lợi luôn, mình có thể soi mọi người nhìn đấy, đèn nó chiếu sáng lên tay của mình nhá, soi sâu vào trong cái lỗ tai của bé này, có thể soi sâu được trong lỗ tai của bé này, lấy dị vật hay là mình lấy dây tai của bé mình có thể quan sát được là tầm với như thế nào, mình có thể ra dễ dàng lấy dây tai cho bé luôn nhá. Ngoài ra này nó còn có cái này, cái phần này là cái phần lấy dây tai khô này, mình có thể lấy mình gắp thì hoặc là gắp nhịp mũi cho bé luôn này, có tặng kèm luôn cả một pin, vỉ pin cũng phải lỡ luôn nhá. Khi làm cái này hết thì mẹ tháo cái đầu này ra, sau đó là có miệng và lắp vào, rất là đơn giản luôn nhá. Click ngay vào đây để đặt hàng sợi. Đây các bác này, đấy, có đèn luôn không nhá, bật đèn lên này, rất là tiện này, đấy. Đấy, bật đèn rất là tiện luôn nhá, tối này, đấy, cho vào gấp ra bình thường nhá, đấy bác thấy không, đấy. Đấy, rất là ngon luôn, có cả bộ, một bộ lấy dây tai khô, một bộ lấy dây tai ướt, có hai bộ luôn, đấy, một hộp này có hai bộ, cho các bác lắp pin vào cho em, đấy, bật đèn lên này, sáng trưng luôn. Đó. Qua lên cho em là lấy dây tai có đèn nhá. Giá sẽ là 60.000 một bộ này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái con dao. Con này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là con này là con gì đấy? Con này là con bản to. Bao nhiêu đấy? Các bác lên mã giúp cho em là dao bản to nhá. Con này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, made in Germany này, hàng của Đức. Lên cho em là dao thái bản to nhá, dao thái bản to. Con này thì chỉ dùng để thái thôi chứ không chặt được đâu. Đấy, hàng rất là đẹp luôn, liền thân hết nhá, liền thân hết bằng thép liền thân. Và có cho các bác là cái phần nhám này, bo đít bo đầu này, rất là đẹp luôn. Và cũng khá là bén nhá, rất là bén luôn con này. Đấy các bác thấy không, dao thì đều là dòng dao siêu bén cho các bác rồi, dao rất là bén cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em là thái bản to nhá. Con này các bác chuyên dùng để thái thôi chứ con này không chặt được đâu cô nhá. Đấy, lên cho em là dao thái bản to, dao thái bản to này. Đấy, dao thái bản to, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000 trong con dao thái bản to như này. Con này thì rất là đẹp để cho các bác sử dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Qua lên cho em là đồng hồ kìm đa năng. Con này thì giá sẽ là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Ở đây thì khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một cái hệ thống kim đo này. Đấy, một con đồng hồ này, có kèm sẵn pin luôn nhá, có kèm pin, và pin này của nó sẽ là pin đúc này. Đấy, và các bác có thể đo ohm, đo ampere, đo các cái chế độ như là đo vôn, đo nhiệt kế, đo AC, đo DC. Nói chung là bác nào làm thợ làm nghề thì biết rồi. Và có kẹp dòng như này, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái đồng hồ kìm đa năng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm đa năng, giá sẽ là 230k. Đó. Đồng hồ kìm đa năng, giá sẽ là 230.000 các bạn. Đó. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng này, kìm đa năng, giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái bình nhiệt quân đội Mỹ các nhá. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu đỏ này. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội, màu xanh đậm. Màu đỏ, màu xanh quân đội, màu xanh đậm và màu inox này. Đó, thì nó sẽ có 4 tông màu như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít rưỡi nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít rưỡi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000. Riêng cái màu xanh quân đội này thì giá nó sẽ đắt hơn một chút. Giá sẽ là 190.000 nhá. Đấy, màu xanh quân đội này thì nó hiếm hơn, cho nên nó đắt hơn một chút. Đấy, chất liệu của nó bằng inox 304. Giữ nhiệt của nó sẽ là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá, giữ nóng là 24 giờ. Dung tích của nó là 1,5 lít, các bác có thể dùng để mang đồ nước uống đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là đi công tác, nói chung là đi đâu cũng được. Đấy, mang đi chơi thể thao. 1 lít rưỡi như này các bác uống hết cho em trong vòng buổi sáng này, hoặc là uống cả ngày để được 1 lít rưỡi nước cũng là tốt lắm rồi. Đấy, nó sẽ có lưới lọc này, các bác có thể pha trà, pha cà phê này hoặc sử dụng các công việc đều ok hết nhá. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ. Thì cái nắp này các bác có thể dùng để làm cốc uống nước được luôn, nắp này làm cốc uống nước được luôn nhá. Và nó sẽ có gioăng ở đây này. Đấy, sẽ có gioăng ở đây. Đấy, gioăng xoáy rất là chắc chắn này. Có lưới lọc cho các bác này. Đấy, Su 304 nhá, Su 304. Cực kỳ ngon, dày dẫn và chắc chắn.
lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000, 170.000 cho một con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Trừ cái màu quân đội thì giá sẽ là 190, còn lại là các màu khác là 170 nhá. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ, hàng siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,5 lít này, 1,5 lít. Giá thì sẽ là 170k. 170k cho các màu còn lại là màu xanh quân đội. Xanh quân đội thì sẽ là 190k nhá. Đấy. Các màu thường thì sẽ là 150 này. Màu thường này thì sẽ là 150.000 nhá. Nó sẽ có màu đỏ này. Màu đỏ, màu xanh đậm và màu inox nhá. Màu đỏ, màu xanh đậm, màu inox thì giá của nó đều là 170.000. Còn các bác lấy cái màu xanh quân đội này thì đắt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã đó là hạc trầm nhá, hạc trầm. Đó. Thì các bác lên cho em là con hạc cũng được không? Đấy, con hạc thì con này các bác có thể trang trí ở trên bàn thờ nhà mình rất là đẹp. Nó chỉ nhỏ gọn thôi các bác nhá. Đây, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 12 cm nha, nó nhỏ gọn như này thôi. Đây các bác hình dung cái ngón tay cái của em này. Đấy, cái con hạc này thì nó chỉ to bằng ngón tay cái như này thôi để các bác nắm được nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái lẫy xay như này thì các bác có thể cho trầm vào đây, cho trầm vào đây mình đốt nhá. Đấy, cho trầm vào đây mình đốt rất là ok luôn. Đó, cho trầm vào đây, nhà các bác có trầm có hương thì các bác cho vào đây mình đốt này, hoặc là mình dùng để mình trang trí cũng được. Đấy, có trầm có hương bỏ vào đây đốt thì càng tốt, không có thì mình để mình trang trí. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con hạc như này. Các bác lên cho em là con hạc thờ nhá. Đấy, con hạc như này rất là đẹp luôn. Nó đỗ trên một cái bông sen này, trên một cái lá sen rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Thì các bác lên cho em là con hạc nhá, con hạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng. Giá của nó sẽ là 60k. Rất là đẹp luôn, nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi. Trong lòng bàn tay như này thôi nhá, giá sẽ là 60.000. Thì các bác nên mua một đôi để mình có thể để trang trí trên bàn thờ, rất là đẹp luôn. Đấy, nên mua một đôi để mình có thể trang trí trên bàn thờ hoặc là mình sử dụng nhá. Khi em gửi cho bác thì nó sẽ là trong túi bóng như này. Về nhà các bác lắp cái hũ hương này vào cho em này. Đấy, nó ngậm một cái đài sen rất là đẹp này, một cái đài sen mà nó có cái lẫy như này. Lên mã giúp cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một con hạc đồng như này thôi. Rất nhỏ gọn và đẹp nhá, rất nhỏ gọn và đẹp. Và lưu ý các bác là con này nó rất là nhỏ thôi nhá, rất nhỏ thôi, con hạc nó chỉ bằng cái ngón tay cái của em thôi này. Đó, rất là nhỏ thôi. Lên mã giúp cho em là hạc đồng, giá sẽ là 60k nhá. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là hạc đồng này. Đó. Hạc đồng. Hạc đồng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con hạc đồng như này, 60.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lấy giấy tai đèn nhá, giấy tai có đèn. Có đèn báo luôn, thoải mái tiện dụng cho các bác sử dụng, nó có đèn báo như này rất là tiện nhá. Đấy thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm bao gồm là hai viên pin này, một cái đầu lấy giấy tai này và một cái đầu gắp này, một cái lấy và một cái gắp nhá. Đấy. Con gắp này thì nó sẽ có sẵn pin bên trong rồi và vẫn tặng kèm cho các bác thêm 3 viên pin nữa. Đó thì các bác về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy như này, các bác về các bác ấn cái đèn này lên cho em. Đấy, ở đây nó sẽ có lấy khóa đèn này. Các nhấp cái đèn lên cho em này. Đấy. Khi các bác lấy giấy tai thì các bác thò vào đây, nó sẽ có cái đèn như này, rất là tiện các bác này. Đấy, bình thường tắt đèn đi thì nó sẽ tối om nhá, các bác không thể lấy được nhá. Nhưng mà cho đèn vào đây. Đấy thì các bác có thể gắp trong tai này rất là sáng các bác này. Đó. Đấy, đầu tiên là cái con gắp này. Nó sẽ có cho các bác là một con gắp này và có cho các bác là một con đầu để các bác lấy này. Đầu lấy con này nó cũng có đèn luôn. Có đèn thì con này về nhà nó sẽ là dạng là pin con thỏ nhỏ. Nó cũng có sẵn pin cho các bác rồi. Về nhà các bác chỉ việc lắp pin vào cho em thôi. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, chọn bộ sản phẩm nhá, có kèm pin, có kèm pin sẵn như này các bác này. Đấy, tươi nghe máy thấy cái thằng đạt thấy nó gọi cái gì, có kèm sẵn pin cho các bác như này. Đấy, có kèm sẵn pin như này các bác này. Đấy thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, chỉ việc sử dụng thôi, rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, lắp pin vào cho em này, sẵn pin cho các bác luôn. Đấy, sẵn pin này về lắp xoáy vào này, lắp xoáy vào cho em, sau đó thì bật lên này, bật lên là đèn nó sẽ lên này. Đấy, đèn nó sẽ lên các bác nhá. Đấy, bật lên là đèn nó sẽ lên như này. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu lấy giấy tai đây. Hai cái đầu lấy giấy tai như này thì về nhà các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi, lắp cái đầu lấy giấy tai vào cho em. Đó, nó sẽ có hai cái đầu lấy giấy tai như này, xoáy vào cho em này. Đấy thì cái ánh sáng của nó sẽ truyền theo cái nhựa này. Đấy các bác nhá. Thì dùng đây, các bác nhìn là trong cái lỗ tay của em nó sẽ tối om om mà em sẽ đưa cái này vào này. Đấy, sáng trưng luôn để các bác gắp nhá.
đưa đâu sáng ở đấy luôn, rất là tiện. Đó, rất là tiện luôn. Tắt đi là xe tối om này, bật lên này. Đó, các bác thấy không? Đấy, sâu trong vẫn sáng nhá, tắt đi không nhìn thấy gì nữa luôn. Đó, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là lấy giấy tay điền nhá. Alo. Các bác lên mã giúp cho em là lấy giấy tay điền nhá, lấy giấy tay điền. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lấy giấy tay điền, giá của nó sẽ là 60.000. Đó, lấy giấy tay điền này. Đó. Lấy giấy tay điền. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho con lấy giấy tay điền như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh không nhá. Các bác lên cho em là vít xanh. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này. 30 đầu vít kèm một tay công và một tay nối dài như này, và có tới cho các bác là 30 đầu vít luôn, 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau. Đấy, rất đầy đủ như này, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá nó rất là hợp lý cho bác, chỉ có 40.000 thôi. Đấy, của nó thì con này các bác dùng để sửa chữa lặt vặt các thứ rất là ok, xoáy rất là ngon luôn các bác này. Đấy, lên cho là vít xanh nhá. Cái này thì các bác có thể nâng hạ tùy theo cái nhu cầu công năng sử dụng của mình. Đấy, nó có lẫy cá như này rất là tiện, hoặc các bác có thể lắp vào đây. Đấy, lắp vào đây chưa? Đó, rất là ngon lành luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là một tay công, một tay nối dài và 30 đầu mũi vít như này nhá. 30 đầu mũi vít thì nó sẽ có là to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác, hoa thị, rồi mũi khế, rồi nói chung là các kiểu con là điểu luôn. Giá thì sẽ là một cái bộ vít xanh như này, các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá của nó sẽ là vít xanh này. Đó, lên cho em là vít xanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40.000 trong cái bộ vít xanh như này, mua về sửa chữa đồ nghề các thứ rất là ok luôn. Lên mã cho em là vít xanh, giá sẽ là 40.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc thì sẽ là 35.000 cho một vỉ như này, cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa Hàn Quốc mạ vàng. Đũa Hàn Quốc nó sẽ là hàng mạ vàng như này, rất là đẹp luôn. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 10 đôi, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể mua về để mình sử dụng gia đình này, hoặc là làm nhà hàng này, làm thợ, làm nghề, nói chung là đều đa chức năng hết. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đũa mạ vàng Hàn Quốc rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, đầu đũa có đánh nhám chống nấm mốc và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là đũa Hàn Quốc nhá, đũa Hàn Quốc hoặc là đũa mạ vàng Hàn Quốc. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng cho bác, một vỉ này 10 đôi và giá chỉ có 35.000 thôi. Đấy, lên cho em là đũa Hàn này, vỉ 10 đôi, giá sẽ là 35k nhá. 35k. Đây, hàng của Hàn Quốc đây, Korea các này, Korea Hàn Quốc nhá. Lên mã giúp cho em là đũa Hàn nhá. Đũa Hàn giá sẽ là 35.000. 35.000 cho một vỉ như này. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái đũa Nhật nhá. Đũa Nhật 40.000 trên một vỉ. Vỉ này bao gồm là 10 đôi. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và kháng khuẩn rất là tốt luôn. Đó. Con này thì kích thước của nó thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 đến 24 cm, 20-24 cm. Đấy, đũa nhỏ nhắn xinh xắn vừa phải, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đũa Nhật nhá. Bên shop đang gửi tới bác một vỉ đũa Nhật như này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, cũng là hàng kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Đó, chống nấm mốc, kháng khuẩn, hàng made in Japan. Made in Japan, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Lên cho em là đũa Nhật nhá. 40k trên một vỉ 10 đôi như này. 40.000 trên một vỉ 10 đôi đũa Nhật như này nhá. 40.000 trên vỉ 10 đôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cây bình voi nhá. Các bác lên cho em là bình voi, dung tích của nó sẽ là 1.3 lít cả vỏ nhá. Đấy. 1.3 lít cả vỏ, và con này thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy, một con bình voi rất là chất lượng như này, dung tích của nó sẽ là 1.3 lít cả vỏ nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có sẵn bình này, quai sách này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn, hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Dung tích của nó sẽ là 1,3 lít cả vỏ inox 316 nhá. Bình voi hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, mở nắp ra này. Con này thì bên trong của nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống đó là đây. Rất đẹp các bác này, Su 316 này. Bình cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái hệ thống ống mút này. Thì nó sẽ có một đầu cứng và đầu mềm. Đầu mềm thì các bác lắp xuống dưới đáy nhá, và đầu cứng lắp lên trên. Lắp hai đầu như này cho em. Đó, lắp hai đầu như này nhá. Sau đó thì các bác cho cái đầu mềm xuống dưới đáy này. Các bác đậy nắp lại cho em này. Đấy. Đậy nắp lại và xoáy vào. Khi mình xoáy thì mình sẽ để cái phễu nó vào đúng cái lỗ này luôn, và khi mở nắp thì cái này nó sẽ đẩy lên. Đẩy lên là các bác mút trực tiếp này luôn. Mút trực tiếp này luôn rất là tiện nhá, mình không cần phải ngửa cổ lên uống hoặc là sử dụng các cái tính năng khác, nó mất công. Đấy, hoặc xoáy nắp. Các bác chỉ cần bật nắp này, mút xong thì lại đậy nắp lại, sập cái lẫy này lại này. Rất ngon luôn. Hàng cực kỳ chất lượng các bạn, hàng của Nhật, rất chất lượng cho các bác luôn. Con này dùng cho trẻ em thì rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cho các em nó đi học đi làm, hoặc là các bác có thể đi chơi thể thao, hoặc là đi
công tác hoặc đi đâu cũng được, mang đi rất là tiện dụng. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá, rất là tiện các bạn. Có cái ống hút như này thì dành cho học sinh nó rất là tốt. Các em nó chỉ cần mở nắp ra là mút thôi, nó rất là tiện. Đấy, các bác mang nước cho các em nó đi học này, rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là ngon lành nhỉ, có quai sách quai đeo như này. Chắc chắn lắm các bạn. Đấy, con này rất chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Đó. Bình voi, giá của nó sẽ là 160k nhá. Giá thì chỉ có 160.000 cho một em bình voi như này thôi. Siêu tiện dụng và giá khá là hợp lý cho bác luôn. Lên mã treo là bình voi, giá sẽ là 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con đầu chuyển cưa nhé. Các bác lên treo là đầu chuyển cưa. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân như này, một tay nắm này. Tay nắm thì các bác xoáy vào cho em, xoáy vào đây cho em. Đó, tay nắm xoáy vào đây. Và đầu cưa thì các bác lắp vào đây cho em này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là 3-4 cái đầu cưa như này. Đấy, 3-4 cái đầu cưa như này nhá. 3 cái đầu cưa như này, hai đầu cưa gỗ, một đầu cưa sắt và ống nước được luôn. Đó thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em thôi. Khi lắp thì các bác xoay cái lẫy này đi này. Đấy, xoay cái lẫy này đi lắp vào là xong. Đó. Thì khi mà con này nó xoay vào đầu cưa thì nó sẽ tĩnh tiến như này các bác này. Đấy, nó sẽ tĩnh tiến như này. Đấy, nó cứ tĩnh tiến như này là giúp để cho mình cưa thôi. Rất là tiện, khi tháo ra thì các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là cái lưỡi nó sẽ bật ra. Đó, rất là tiện. Và giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn nhá. Đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái đầu chuyển cưa như này. 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này các bác nhá. Đây các bác này. Bác Thảo biết thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, để nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi tích hợp, công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đấy, rất là tiện dụng luôn nha. Các bác có thể dùng để cắt gỗ này, cắt ống nước này. Đấy, đặc biệt là cắt gỗ thì nó rất là tiện, rất là hợp lý. Máy khoan cầm tay chả nhẽ chỉ công việc ăn và bắt tháo vít thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi tích hợp, công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Rồi ok. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi lầm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này. Và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này.
Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này. Cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này. Đấy, cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn. Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào chưa? Chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn. Rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho bên em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống, rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các bác nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp không nhá. Có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con LED ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó, thì các bác lên cho em là LED ngọc nhá. LED ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi LED ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá.
Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm vào cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này rồi, nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mãi hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm rất là hay để các bác dùng để sử dụng trong gia đình nhà mình. Về một cái bếp nướng các bác nhá. Các bác lên cho em là bếp nướng. Giá thì hàng thì của thương hiệu Sunhouse rồi. Đây. Sunhouse thì nó là một cái dòng thương hiệu nổi tiếng nhá. Đấy. Bề mặt phủ chống dính đá hoa cương này. Đá của Mỹ nhá, đá hoa cương của Mỹ các bác này. Đấy, bền đẹp kháng khuẩn. Dung tích của nó là công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Lên mã giúp cho em là bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 cho một con bếp nướng như này. Con này thì nói chung là rất là tuyệt vời cho bác sử dụng rồi. Và cũng rất là đơn giản thôi, nó sẽ là một con bếp như này. Kích thước thì đây em sẽ đo thực tế cho các bác xem luôn. Cái con bếp nướng này, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái con bếp nướng như này. Bề mặt của nó là tráng đá hoa cương nhá, tráng đá hoa cương. Nó rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, sử dụng điện 220V, công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Đó, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp cái này vào cho em thôi này. Đấy, lắp cái phần này vào cho em. Đây, các bác lắp cái này vào cho em, cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em, lắp cái này vào đây. Đó, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh chiết áp ở đây các bác này. Đấy. Đây, lắp cái này lên này, bật lên này. Điều chỉnh chiết áp ở đây các bác nhá. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Và kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài của nó tổng thể tính cả cán thì nó sẽ là 48 nhá. Đấy, tính cả cán 48 và nguyên cái phần bếp này thì nó sẽ là 40. Phần bếp này thì dài là 40 nhá, dài là 40. Phần bếp này dài là 40 này và chiều rộng của nó là 23. Dài 40, rộng 23. Đấy, nó sẽ làm con bếp như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần khuyết như này để khi các bác nướng thì cái mỡ nó sẽ chảy xuống đây. Đấy, mỡ nó sẽ chảy đây và các bác dùng cái bát hoặc cái khay các bác đứng vào cho em. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái phần nướng tráng đá hoa cương nhá, chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đó, lên cho em là bếp nướng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác với giá đó là 350.000 cho một con bếp nướng như này. Con này thì nói chung là cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng mà mình ăn đồ BBQ, đó, đồ nướng, đồ niếc các bác dùng cái này rất là ok. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. 350.000 cho một con bếp nướng như này nhá. Đó. Nói chung là con này thì rất là tiện ích luôn để các bác mua mình sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, mình ăn đồ nướng, đồ niếc là sử dụng con này rất là ok. Và giá rất hợp lý nhá. Nên mã giúp cho em là bếp nướng nhá. Bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 cho một em bếp nướng như này.
350.000, rất tiện dụng luôn. Thì nhà các bác nào có không gian mà thích ăn những cái đồ nướng, đồ chế sẵn là các bác dùng con này chưa, nó rất là tiện ích các bạn. Đấy, lên cho em là bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 nhá. Đấy, các bác lên đã giúp cho là bếp nướng này, đó, lên cho em là bếp nướng nhá, đó, bếp nướng, giá của nó sẽ là 350k và bao ship tại nhà cho bác luôn, 350.000 nhá, 350k và bao ship tại nhà cho bác một con bếp nướng như này. Nhận hàng các bác có thể cắm điện thử cho nóng ok rồi thanh toán nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng bếp nữa, đó là một cái dòng nồi lẩu nữa, đó là các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là lẩu Osaka, con này thì rất là tiện luôn, các bác cũng có thể dùng để mình chiên rán xào nấu đều ok hết nhá. Lên cho em là lẩu Osaka này. Đấy, thì nó sẽ là một con nồi lẩu chất lượng như này con này. Đấy, nồi lẩu chất lượng cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Osaka nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V và dung tích của nó thì đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái đầu cắm chiết áp như này. Đấy, phần vung phần viếc của nó này. Đấy, vung được bọc để chống vỡ này. Đấy. Kính của nó là nắp kính cường lực nhá. Đấy, nắp kính cường lực cho các bác luôn. Đó. Rất là chất lượng này. Đấy, Osaka này. Rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đầy đủ luôn. Hàng của thương hiệu Osaka nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, đây là cái nắp để các bác xoáy vung này. Và nó sẽ có cho các bác một khay này để khay hấp này. Đấy. Con nồi này của nó thì nó sẽ khá là dày dẫn các bác nhá, khá là dày dẫn luôn. Đó đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Made in Japan Osaka này. Đấy, Osaka made in Japan. Nồi này của nó khá là dày luôn và có chống dính nhá. Nồi khá là dày có chống dính luôn. Các bác chỉ cần kết nối điện vào cho em là xong. Đó, con này thì các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu đều ok hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu đều ok hết. Đây. Cắm kết nối vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, và có chiết áp điều chỉnh to nhỏ đây, có số 1, số 2, số 3 các bác có thể điều chỉnh này. Con này thì dung tích của nó khá là lớn nhá, dung tích của nó khá là lớn luôn. 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Các bác dùng để ăn lẩu con này cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, dung tích của nó tới 3,5 lít cơ. Cho nên các bác dùng ăn lẩu cực kỳ thoải mái này. Bên ngoài của nó thì hoa văn rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn rất là đẹp này. Bên trong của nó thì tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, và khá là dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhé. Lẩu Osaka. Giá của nó sẽ là 390.000. Đấy. Lên cho em là nồi lẩu Osaka này. Đấy, nồi lẩu này. Nồi lẩu Osaka. Giá của nó sẽ là 390.000 nhé. 390.000 và bao ship cho cái nồi lẩu Osaka như này. Lên mã cho em là nồi lẩu Osaka. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ góc nhé. Đấy, nó sẽ là một cái kệ. Một cái kệ nằm ở góc như này các bác này. Đấy, một cái kệ nằm ở góc như này. Thì các bác có thể cho vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi các khu vực đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái miếng dán đây. Miếng dán này về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhá. Đấy, các bác cắt ra làm đôi cho em. Cắt ra làm đôi sau đó thì mình dán quặc vào hai góc này cho em này. Đấy, cắt ra làm đôi các bác nhá. Cái này về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em. Về sau đó thì dán quặc vào hai góc cho em nhá. Đó, thì con này nó rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là kệ góc này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái kệ góc như này thôi. Đó, về nhà các bác có thể bắt vào cái góc nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các khu vực nào trên bàn bếp được để các bác để muối mắm mì chính các thứ đều ok hết nhá. Đây là cái miếng dán này, về nhà các bác cắt làm đôi cho nó cho vào cho em nhá. Đấy, cắt làm đôi. Đó, người ta sản xuất thì ta sản xuất liền như này cho nó tiện. Còn khi mình sử dụng thì mình cắt làm đôi này cho em. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là kệ góc này. Đó, các bác lên cho em là kệ góc nhá. Đó, kệ góc giá của nó sẽ là 60k. 60k cho một con kệ góc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy mài dao nhá. Máy mài dao. Hàng thì cực kỳ cao cấp và tiện dụng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái đầu ấy đâu, một cái đầu cắm sạc đâu. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là mình mài thôi. Nó rất là tiện nhá. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 cho một con máy mài dao như này thôi nhá. 80k. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một viên đá tròn này, nó sẽ xoay và có cả một cái viên đá mài như này nữa để các bác có thể mài thêm ở đây cũng được. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là kệ góc nhá. Giá thì lên mã cho em là máy mài dao, giá sẽ là 80.000 nhá. Máy mài dao này. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con máy mài dao như này. Đó. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái kệ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần dán vào cho em là xong.
dán vào, sau đó thì các bác đặt đồ lên được rất là nhiều đồ luôn. Đấy, đây là cái kệ góc nhá, nó rất là tiện. Đó, đấy, về nhà các bác bóc và dán vào cho em. Đó, cái miếng dán thì bây giờ nó chỉ cho có một miếng thôi, cho nên là về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, bóc ra sau đó dán vào, nó hít rất là tốt luôn, thì các bác có thể để các cái đồ đoàn lên, mình không phải khoan đục gì cả. Rất là tiện, lên cho em là kệ góc. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ kệ góc như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thuốc trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy các bác nhá. Đấy, con này thì chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, các bác lên cho em là xương khớp nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là xương khớp bọ cạp là bao nhiêu đấy? 40.000 nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đấy, được làm từ chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ hổ này, rồi là các cái loại động vật đây các bác này. Đấy, thì lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000. Con này thì hàng nội địa của Nhật, bôi thì độ nóng của nó rất là tốt luôn, làm đánh tan các cái khu vực mà bị bầm tím này, đau nhức này, xương khớp. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá, dùng thì rất là tốt luôn. Đó, giá thì sẽ là 40.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đây, còn bọ cạp này các bạn này. Đấy, chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Một lọ này của nó là 18 gram nhá. Đó, lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là 40.000. Đó, các bạn lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đó, xương khớp bọ cạp, xương khớp bọ cạp nhá, bọ cạp, giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn cúc áo nhá. Các bác lên cho em là đèn cúc áo này. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó, con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một con đèn cúc áo như này. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này, và có là kèm thêm cho bác là một cái cáp sạc có nam châm hít nhá, có nam châm hít, có móc khóa như này. Đấy, đèn nó nhỏ như cúc áo cho nên em gọi là đèn cúc áo này, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa này, và nhấp nháy cảnh báo này. Đó, rất là tiện nhá. Đấy, và có nam châm hít luôn, rất là tiện các bạn. Con này thì các bác có thể đeo móc khóa này, hoặc là các bác đeo vào các vị trí đều ok hết nhá. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này, rất là đơn giản thôi, sáng mạnh này. Đó, rất là sáng nhá, sáng chói chang luôn, sáng trắng luôn các bạn. Đó, sáng vừa, nhấp nháy này các bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn cúc áo như này, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con đèn cúc áo như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đó, đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một cái mã đèn cúc áo như này. Con này thì rất tiện dụng cho anh em các bác sử dụng luôn. Đó, lên mã cho em là đèn cúc áo nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ móng trắng nhá, bộ móng trắng. Đấy, các lên cho em là bộ móng trắng. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là hai cái bấm móng này, hai bấm móng này, rồi một kéo và một rũa này. Đấy, bộ này thì giá của nó sẽ là 70.000. Combo cho các bác bao gồm là 4 món như này, đều là bằng inox 304 hết nhá. Dùng để bấm móng, bấm miếc các thứ rất là ok luôn. Đó, đây, bấm móng tay, móng chân các bác này. Đấy, bấm móng tay, móng chân, rồi các bác dùng để có kéo cắt, các bác dùng để vệ sinh móng tay, móng chân, rất là ok. Đó, lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là một kéo này, một cái rũa này. Đấy, con rũa này cũng rất là ngon luôn. Tất cả đều bằng inox 304 hết nhá, inox 304. Đó, móng tay, móng chân cắt xong thì các bác rũa đi như này cho em. Đấy, lên cho em là bộ móng trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Bao gồm cho bác là một cái cắt móng bằng và một cái cắt, một cái chéo như này để các bác đưa vào các cái khóe, các khóe tay, khóe chân mình cắt này. Đó. Và một cái kéo để các bác cắt da chết, rồi tỉa lông mũi các kiểu, con này đều luôn. Đó. Lên cho em là bộ móng trắng. Giá sẽ là, bộ móng trắng giá sẽ là 70.000. Đó, bộ móng trắng này. Bộ móng trắng nhá. Vỏ nó màu trắng như này mà lên cho em là bộ móng trắng luôn. Giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái con này nó sẽ là một cái sản phẩm rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó là cái giá inox nhá. Các bác lên cho em là giá inox. Con này thì các bác bắt vào các cái phần khu vực của cái vòi chậu rửa để mình đựng bú rác, rồi khăn rửa bát các kiểu cho vào đây. Các bác bắt vào đây cho em này. Đấy. Các bác lắp vào cái đầu này cho em nhá. Đấy.
lắp thì mình sẽ lắp nó sập vào đây. Đấy, các bác lắp sập vào đây chưa? Đó, xoay đi cho nó sập vào đây. Lắp sập vào đây này, sau đó thì các bác xoáy cái phần đầu này vào này. Xoáy cái đầu này vào cái chậu rửa này. Chậu rửa rửa bát đũa đấy. Đấy, các bác xoáy vào đây chưa? Đấy là nó sẽ kết nối vào nhá. Rất là tiện dụng luôn. Thì con này các bác xoáy vào cái chậu rửa bát là ok nhá. Và cái vòi chậu rửa bát đây là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giá inox nhá. Giá inox bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 trong cái giá inox như này. Cái này thì nhà nào cũng có chậu rửa bát và cũng bắt buộc phải có cái giá này để mình sử dụng nó rất là tiện. Đấy thì đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá inox nhá. Giá inox này. Giá inox bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k. 30.000 cho một cái bộ giá inox như này. Đây. Thì các bác nhá, nó sẽ là một cái giá như này rất là tiện dụng luôn này. Bình thường nếu các bác sử dụng thì nó sẽ vướng víu, nhưng mà có con giá này rất là tiện. Các bác có thể để các cái đồ của chậu rửa bát rồi vắt khăn vắt chiếc đều ok hết nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Đấy, lắp đặt thì nó đúng như trên video này thôi, rất là tiện. Thì các bác chỉ cần là cho vào, sau đó thì mình bắt vào cho em này là xong. Đó, bộ sản phẩm của nó thì đầy đủ như này, về nhà các bác chỉ lắp đặt vào cho em là xong. Rất là tiện. Đấy, đây các bác xoáy ra này. Xoáy vào cho em này, sau đó thì mình để chậu rửa chiếc khăn kiếc các thứ. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Lên cho em là giá rửa bát nhá. Đấy. À, giá inox nhá, lên cho em là giá inox. Chỉ có 30.000 cho con giá inox mà thôi. Đấy, bình thường các bác dùng như này thì nó rất là bẩn thỉu nhá. Nhưng mà đây, các bác chỉ cần xoáy vào, lắp vào cho em là xong này. Đấy, đặt các cái thứ lên rất là tiện luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, lên cho em là giá inox nhá, giá inox 30k. 30.000 cho con giá inox như này. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Đây. Đấy, sản phẩm này các bác này. 30.000 nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào cho em là xong. Đấy, xoáy vòi ra lắp vào cho em là xong. Lên cho em là giá inox 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá, ép tỏi hàng của thương hiệu Winling của Đức. Đây, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó rất là đơn giản và tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Đây thì nó sẽ là một con ép như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác cho tỏi, cho tiêu, cho các loại hạt vào đây. À, các loại củ quả ở đây mình ép này. Và cái đầu này của nó thì nó sẽ là lồi ra hết như này, cho nên khi các bác ép nó sẽ đẩy ra hết luôn. Lên mã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Winling hay hình người của Đức. Hàng inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Khi các bác ép thì cái đầu này nó lòi hết ra như này, cho nên các bác yên tâm. Đấy, ép là nó sẽ đẩy ra hết luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đó. Lên cho em là ép tỏi nhá. Đó. Ép tỏi giá thì sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ ép tỏi như này. Đó, 100k cho cái tay ép tỏi nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dao gọt của Đức nhá. Các bác lên cho em là dao gọt Đức. Con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức, dài khoảng 22 cm. Đây, made in Germany này. Đó, made in Germany, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Cực kỳ chất và xịn sò cho bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy, em sẽ test dọc giấy cho bác xem, bác theo. Nó rất là bén luôn, các bác theo. Siêu bén luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng liền thân nhá. Dòng cán liền thân như này và có phủ một cái lớp cao su để một cái lớp nhám, gọi là đánh nhám chứ không phải cao su đâu. Đánh nhám để chống trơn trượt nhá. Chiều dài của nó khoảng 22 cm. Con này thì các bác dùng để gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Đấy, dùng để mình gọt hoa quả này rồi là nói chung là ăn hoa quả hoặc thái rau thái diếc cũng được, rất là tiện. Đó, gọt hoa quả, chủ yếu là gọt hoa quả là rất là ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em là dao gọt Đức nhá. Gọt Đức, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một con dao gọt Đức như này nhá. Lên cho em là gọt Đức, giá sẽ là 70k. Đó, lên cho em là gọt Đức này. Gọt hàng của Đức mà, lên cho em là gọt Đức, giá của nó sẽ là 70k trên một con nhá. 70.000 trên con dao gọt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm. Qua lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ có 108 hạt và có một cái bông sen tròn ở giữa như này. Đấy, một bông sen tròn ở giữa này. Con này thì sẽ giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trầm Hương Tống Gia. Đó, giá nhập của nó sẽ là 1.800.000 Việt Nam đồng nhá. Nhưng mà hôm nay thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 thôi. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. Đấy, Trầm Hương cao cấp Tống Gia này, 1.800.000 này. Đó, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Và hôm nay thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 50k trong cái vòng trầm gỗ này thôi. Rất là đẹp luôn. Đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá.
Và đây thì nó sẽ đựng trong cái hộp gỗ cực kỳ xịn sọ như này. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trầm Hương Tống Gia. Và hàng này thì giá phân phối cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, các bác lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá thì sẽ là 50k nhá, 50k trong con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Giá chỉ có 50.000 thôi. Giá siêu tốt cho anh em luôn, siêu tốt cho anh em luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái quạt ô tô nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô. Con này thì các bác về các bác cắm vào cái tàu ô tô là sử dụng cho em là ok. Đấy, thì ngoài ra nếu mà bác nào không có ô tô thì mình vẫn có thể sử dụng bình thường, bằng cách là bác nào nhà các bác có cái áp quy 12V nhá. Con này nó sử dụng điện 12V, có áp quy 12V cho em. Thì cái phần điện dương là các bác đấu vào cái phần lõi trong này, điện âm đấu cái dây ngoài này cho em. Dương là cái phần lõi tròn này và âm là cái phần dẹt này. Đó, thì nó sử dụng điện 12V và động cơ không chổi than, chạy bền bỉ xuyên ngày xuyên đêm được luôn. Đấy, có thể xoay 360 độ này, rất là tiện dụng này. Có công tác bật số 1, số 2 nhá. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái quạt ô tô như này nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô, giá sẽ là 130k. Đó, lên mã giúp cho em là quạt ô tô này. Đó, quạt ô tô giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con quạt ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái pin 18650 nhá. Pin 18650 như này. Con này thì nó sẽ là dòng pin Ultra nhá. Đấy, Ultra các bác này. Đấy, pin Ultra Li-ion nhá. Đấy, pin Li-ion này. Đấy, 18650 này, 6800 mAh. Đó, và pin của nó là pin Li-ion 3.7V nhá. Pin Li-ion 3.7V như này. Pin 18650. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một quả pin như này nhá. Lên cho em là pin 18650 này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là pin 18650. Pin 18650. Giá của nó sẽ là 30k trên một viên nhá. 30k trên một viên. Đó. 30.000 trên một viên pin 18650 như này. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Các bác có thể mua về để mình đóng pin hoặc là sử dụng cho các cái công việc đều ok hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 130.000. Giá sẽ là 30.000 cho một viên. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhá. Đèn wifi con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và nó rất là tiện ích luôn. Cái phần đầu thân hình của nó thì bằng hợp kim này, còn lại là cái phần này bằng nhựa này. Bên trong của nó là sử dụng hai quả pin 18650 luôn, siêu khỏe luôn. Đèn thì rất là sáng nhá, có thể điều chỉnh pha nhá, rất là sáng cho bác luôn. Có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này và chế độ nhấp nháy này. Đấy, và sẽ có chế độ cảm biến nhá. Đấy, bật lên này, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, tắt đi này, bật lên này. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần gạt tay qua như này là nó sẽ bật tắt cho các bác này. Tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này. Siêu nhạy luôn, 10 cái ăn cả 10 nhá. Đấy, và có quai đeo như này cực kỳ là ôm đầu luôn. Quai mềm dai cực kỳ ôm đầu cho các bác luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là đèn wifi nhá, đèn wifi giá sẽ là 130.000. Đó, lên cho em là đèn wifi giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng, bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ là hình viên ngọc như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có màu vàng và màu bạc. Đấy, đây, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc cho các bác nhá. Đấy. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là một dòng bật lửa mà có đính hai viên ngọc màu đỏ này rất là đẹp này. Đấy, đính viên ngọc màu đỏ này rất là đẹp luôn. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 trong con bật lửa ngọc như này, hàng cao cấp cho các bác luôn. Con này thì về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em nhá. Đấy, nó là dòng bật lửa đá. Về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em. Hàng VIP Pro cho bác luôn. Mạ vàng 18 carat và con này là mạ bạc nhá. Đó, mạ bạc. Đó, rất là đẹp luôn. Bền bỉ giữ màu cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ có hình viên ngọc như này. Cho nên các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Giá thì con này về nhà các bác tự cho xăng thơm hoặc cho dầu vào cho em nhé. Cho xăng thơm, cho dầu cho em, nó có sẵn đá đây rồi. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một em bật lửa ngọc như này. Đấy, lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đó. Bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k trong con bật lửa ngọc như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái xịt bếp nhá. Xịt bếp
giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là bọt như này, bọt như này. Đấy, thì ví dụ như là nó hương chanh rất là thơm luôn. Thì con này là hương chanh tự nhiên nhá, và chiết xuất tự nhiên rất là thơm. Thì bàn bếp này rồi bếp ga rồi các khu vực nào mà bị dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em, cực kỳ là hiệu quả luôn. Dung tích của nó sẽ là 500ml nhá, 500ml. Các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp, giá thì sẽ là 45.000. Đó. Lên cho em là xịt bếp này, đó. Lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một chai xịt bếp như này, rất là tiện dụng luôn. Đó, lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 45k. Rồi em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Cái chai xịt bếp này dùng rất là tiện. Đây các bác này, nó rất là tiện này. Ví dụ như là các cái phần bếp nhà mình nó bị hoen ố gì sét không đánh đi được này, các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác đánh đi cho em là sạch luôn. Đấy bác theo. Đây. Đấy, con này thì công dụng của nó cực kỳ hiệu quả luôn, và hương chanh tự nhiên rất là thơm nhá. Đó, xịt bếp đa năng, làm sạch rất hiệu quả nhá. Đó. Các bác có thể xịt tẩy rửa đi rất là sạch luôn. Đấy, vết bám dầu mỡ cặn bám các thứ liên quan đến mỡ là nó tẩy rất là tốt, và hương chanh rất là thơm không bị hắc. Giá thì chỉ có 45.000 cho một chai xịt bếp này thôi. Lên cho em là xịt bếp các bác nhá. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Một cái món ăn rất là ưa thích các bác đó là bên shop về cho bác cái mã táo khô các bác nhé. Táo khô, một bịch này của nó thì nó vào khoảng từ 800g đến 1kg nhé. Từ 800 đến 1kg đó. Hàng thì nó sẽ là hàng loại 1. Táo cực kỳ to nhé. Đấy, táo cực kỳ là to luôn. Đấy, quả của nó rất là to nhé. Quả to đều. Đấy, và con này thì rất là ngon luôn. Bịch này của nó thì từ 800g đến 1 cân nhá. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 100.000. Các bác lên cho em là táo khô nhá. Đấy, lên cho em là táo khô này. Đó, lên cho em là táo khô, giá của nó sẽ là 100k. Về nhà các bác có thể dùng để mình, một là mình pha hãm nước mình uống này, hai là các bác có thể ngâm rượu này, ba là các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp được luôn. Ở nhà có khách có khứa các bác cứ đổ ra ăn rất là ngon, lịch sự các bác nhá. Lên cho em là táo khô, giá của nó sẽ là 100k cho một bịch như này nhá. 100.000 cho bịch táo khô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái ấm pha trà nhé. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít, và giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con ấm pha trà 1 lít như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá. 110.000. Phần đế này của nó thì có lót cao su chống trơn trượt này. Nắp này của nó thì nó sẽ là bên trong của nó sẽ có hệ thống một cái lưới lọc như này, inox 316 nhá, là sẽ có một cái lưới lọc như này thì rất là tiện để khi các bác sử dụng ấy thì các bác cho trà, cho cà phê và cho các cái loại mình cần pha chế vào đây. Sau đó thì các bác đậy cái này lại này. Sau đó thì mình đổ trà, đổ nước vào cho em là xong. Và khi mình rót thì lưu ý cho các bác là mình nhấn cái này thì nó mới ra nước nhá. Đấy, cái phễu này của nó rót cực kỳ là ngon luôn. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Ưu điểm của nó là có cái lưới lọc này thì dùng rất là tiện. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tem mát các thứ đàng hoàng. Inox 316 các bác này, Su 316 nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn, và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó là 1 lít, và giá thì sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một con ấm pha trà như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Giá của nó sẽ là 110.000. Đó. Ấm pha trà này. Ấm pha trà giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cam mô hình nhá. Qua lên theo là cam mô hình nhá. Cam mô hình con này thực ra thì nó chỉ là một cái đèn giả cam thôi. Giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho một con cam mô hình như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đèn. Đấy, nó sẽ là một cái đèn hình cái cam, và nó là dạng năng lượng mặt trời. Cho nên nó rất là tiện các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, rất là sáng luôn nhá. Có điều khiển rồi, có đai, có điếc đàng hoàng, có điều khiển. Nên về nhà các bác rút cái cản pin này ra cho em này. Có điều khiển này. Đấy, bật lên này, tắt đi này, bật lên này. Đó, chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, bật lên này. Đó, tắt đi này, bật lên này, rất là sáng luôn. Và nó có tấm pin năng lượng mặt trời như này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì là nó tự nạp pin cho các bác luôn. Mình không cần phải dây dợ lằng ngoằng. Về nhà có cái đai đây rồi, về nhà các bác chỉ siết cái đai này vào cho em này, siết cái đai vào, cho đó thì mình bắt lên tường. Thế là mình dọn như này thì nó giả như là kiểu cái cam mô hình ấy. Đây. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Đây, tắt đi này, bật lên này các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng cam mô hình rất là tiện cho các bác luôn để các bác sử dụng này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này. Một cái đai này về nhà các bác bắt lên tường đúng như này cho em này. Đó. Lên mã cho em là cam mô hình nhá, siêu sáng luôn. Giá sẽ là 100.000 cho một con cam mô hình như này, 100.000 thôi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đũa, các bác lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 đôi này.
Đấy, một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 đôi. Đó, một hộp sẽ bao gồm là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, 5 đôi đũa cực đẹp luôn. Hàng bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác đang ăn bát đũa đều, bát đều là bằng sứ hết nhá. Bát đĩa đều bằng sứ hết thì nó rất là sạch sẽ. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá, đũa sứ. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đó, con này thì chiều dài của nó khá là khân sinh luôn. Đó, và hàng bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác đang dùng bát và đĩa bằng sứ là các bác biết rồi, dòng bằng sứ này thì nó siêu sạch luôn. Và gắp thì nó rất là bám dính các bác nhá. Bám dính rất là tốt luôn này các bác này. Đấy, em gắp cả những cái bút này cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, độ bám dính của nó rất là tốt luôn cho nên các bác dùng nó rất là ngon. Và giá sẽ là 70.000 cho một vỉ bao gồm 5 đôi như này. Hàng này của nó là bằng sứ thì khi các bác dùng thì nâng niu một chút cho em nhé. Đấy, rửa giấy thì mình dùng mình nâng niu một chút tại vì bằng sứ này thì nó sẽ rất là hay bị gãy. Đấy, nó giòn nhưng mà nó rất là sạch sẽ, ưu điểm của nó là sạch sẽ nhá. Lên cho em là đũa sứ nhá. Đó, các bác lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k trên một vỉ 5 đôi nhá. 70k trên vỉ 5 đôi. Đó, 70.000 trên một vỉ 5 đôi đũa như này. Lên cho em là đũa sứ 70.000 trên vỉ 5 đôi. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái sáp thơm các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sáp thơm. Một hộp này của nó thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một hộp sáp thơm như này, rất là tiện cho các bác sử dụng này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái mùi hương, đây em sẽ có hai màu, màu vàng, màu xanh và màu tím. Thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Bác nào mua từ 3 lọ trở lên thì bên em sẽ chọn 3 màu cho các bác, hoặc là hai màu tùy theo lượng hàng nó còn bao nhiêu. Hoa oải hương này, còn cái này nó là hoa gì em không biết. Đấy, và đây nữa này. Đấy thì nó rất là nhiều mùi hương khác nhau, mỗi màu là một mùi hương khác nhau. Về nhà thì các bác chỉ cần là bóc ra, sau đó thì các bác lột cái lớp vỏ này ra cho em. Cái này thì các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Lên mã giúp cho em đó là sáp thơm nhá. Đó, sáp thơm. Giá thì sẽ gửi cho các bác là 20.000 cho một hộp như này nhá. 20.000 cho một lọ sáp thơm này thôi, rất là tiện dụng nhá. Đấy, và mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu, các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều ok hết. Lên cho em là sáp thơm. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái cây lấy dấu các bác nhá. Cây lấy dấu. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, thân của nó bằng đồng hết như này và lấy dấu cực kỳ là ngon luôn. Đây em sẽ lấy thử cho các bác xem nhé. Đây, các bác có thể lấy trên mọi bề mặt, trên mọi chất liệu được luôn. Đây, đây là cái mà cái này bằng nhựa này. Đấy, các bác chỉ cần dập nó thôi là nó sẽ ra dấu đây các bác này. Đấy, đây em dập nó sẽ ra dấu đây các bác này. Đấy, dấu nó ra rất là rõ luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác có thể lấy trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt nhá. Đấy, trên nhựa, trên sắt thép đều ok hết nhá. Đây em lấy trên sắt cho bác xem này. Đây là một cái con búa như này nhá. Đây em sẽ lấy cho bác xem này. Đó, trên sắt đều ok hết này. Đấy. Trên sắt cũng ok hết nhá. Trên nhựa, trên sắt đều ok hết đây. Đấy. Lên cho em là cây lấy dấu nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. 40k cho một cây lấy dấu như này nhá. Siêu tiện dụng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là cây lấy dấu, giá của nó sẽ là 40k. Hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Cây lấy dấu nhá, giá sẽ là 40.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là cây lấy dấu này. Đó. Lên mã giúp cho em là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này. Cây lấy dấu giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cây lấy dấu như này nhá. 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con các bác lên mã giúp cho em đó là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, nó sẽ là một con máy như này. Và bên trong của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái cáp sạc nhá. Một cáp sạc như này. Một cáp sạc này. Đấy, máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Con này thì nó yếu pin nhá. Về nhà các bác sạc pin một chiếc. Đó, dòng này nó yếu pin thì về nhà các bác sạc pin một chiếc. Đấy, dùng lâu thì nó sẽ hết pin các bác nhá. Đó, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Và đây thì nó sẽ là một con máy này. Đấy, có cho các bác là cái bộ ba lưỡi thép như này, ba lưỡi thép sắc bén luôn. Đó, và các bác cho tiêu, cho tỏi, cho ớt, cho các gia vị vào đây là các bác xay thôi, nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy. Máy xay tỏi ớt giá sẽ là 80.000 cho một cái máy xay tỏi ớt nha. Đó, 80.000. Lên cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đấy. Khá là nhuyễn nha. Cái này
này mà bầm bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha. Cực xay tỏi, xay ớt, xay hành đều ok hết nha. Thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Đấy, xay cà rốt cũng ok nha. Có 4 phần đơn giản, phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu. Đây lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Máy xay tỏi ớt này. Máy xay tỏi ớt. Giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc nhá. 80k trên chiếc máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác kéo cắt cành trên cao nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này, một lưỡi cưa và một cái dây rút này thì dài khoảng 2-3 mét nhé. Đây, đầu lưỡi kéo này, hàng của Nhật nhé, Japan các bác này. Và đây là cái phần cưa này, về nhà các bác lắp đặt vào cho em. Sau đó thì mình dùng để mình cắt cành trên cao rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép SK5 Japan các bác nhé. Đó, về nhà các bác lắp cán vào đây cho em này. Lắp cái cán vào đây, cán bằng thép hoặc là cán bằng tre, bằng nứa tùy các bác. Đó, sau đó thì các bác dùng để mình cắt cành trên cao. Đấy, rất là tiện và có đầu có ốc cho các bác lắp lưỡi cưa đấy nhé, đàng hoàng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhé, khi các bác lắp đặt vào thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, sau đó thì các bác cho cán vào cho em. Cho cán vào, sau đó thì mình bắt ốc vào. Đấy, cắt cành này. Cắt cành rất là ngon luôn nhé. Đấy, cành to, cành nhỏ, cắt rất là mượt luôn. Thì các bác có thể cắt hoặc cưa tùy ý này. Đấy. Cắt cũng được mà cưa cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất đơn giản vậy thôi. Đó, về nhà các bác lắp vào cho em này. Đấy, sau đó thì bắt vít vào là ok. Đấy, thì các bác có thể độ dài tùy chỉnh, các bác muốn dài bao nhiêu thì mình sử dụng thôi. Những cái cành trên cao bây giờ các bác cắt cưa tùy theo nhu cầu mục đích các bác nhá. Giá thì các bác lên cho em là kéo cành trên cao, giá sẽ là 130.000. đó, kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao, giá của nó sẽ là 130.000 cho một cái mã kéo cành trên cao các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con súng thư giãn các bác nhá. Các bác lên cho em là súng thư giãn, nó hình khẩu súng như này cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, một cái bộ sản phẩm như này mà giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi các bác nhá. 160.000. đây, về nhà các bác lắp những cái đầu vào cho em, nó sẽ có 4 đầu massage này. Và khi lưu ý các bác khi sử dụng thì các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên nhá. Giữ lì lên và giữ lì tắt này các bác này. Đấy, độ rung của nó khá là mạnh luôn. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Các bác lắp cái lẫy này vào thì đẩy hết lẫy vào cho em này, giữ lì này. Đó, giữ lì nó sẽ lên các bác này. Máy rung. Máy nó rung rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng massage để đấm vào các cái bó cơ này. Đó. Và đây mới là cấp độ 1 thôi nhá, em điều chỉnh tăng cấp độ này. Đấy, thì nó sẽ rất là khủng khiếp luôn. Rung rất là mạnh luôn nhá. Nó sẽ có 6 cấp độ rung nhá. Để các bác massage các vùng cổ, vai, gáy, dây thắt lưng nhá. Các bác nào tập luyện thể dục thể thao này. Đấy, bắp chân rồi đây. Đấy, bắp đùi này rồi các cái phần cơ bị nhức mỏi các bác dùng, các bác massage cho em. Đấy. Đấm bóp cho em rất là tốt luôn. Đấy, các cái bó cơ nhá. Đấy. Khi các bác thể dục thể thao xong thì mình massage cho các cái bó cơ nó giãn ra. Đấy, rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 cho một con súng thư giãn như này. Nó hình khẩu súng như này. Nên bên em lên nó là súng thư giãn nhá. Đó. Nó sẽ là một hình cái khẩu súng rất là đẹp như này. Đó, hình khẩu súng như này rất là đẹp. Các bác có thể mua được cho biếu tặng làm quà cho ông bà bố mẹ nhà mình hoặc là người thân, rất là tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn nhá. Nó là hình khẩu súng như này. Đây, hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn này. Súng thư giãn. Súng thư giãn giá sẽ là 160k thôi. 160.000 cho một em súng thư giãn như này, rất tuyệt vời ông mặt trời, để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá rất hợp lý luôn. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không tránh tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop về cho bác cái lô Atomat, hàng bãi Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Fuji hoặc là hàng của thương hiệu Natina. Đấy, Natina hoặc là Fuji với nhá. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Một con Ad hàng công suất là 40A, dòng dò là 30mA. Dòng này thì chuyên chống dập, chống chật, chống quá tải cho bác luôn. Chập giật quá tải đều ok hết nhá. Đấy. Có những con này nó sẽ có cả lẫy cài như này các bác này, có cả lẫy cài luôn, các bác lắp vào tủ điện thoải mái luôn.
hàng chống chập, chống giật, chống quá tải cho bác luôn. 40A dòng giò là 15mA, 30mA, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Hàng này có lô của Mitsubishi này, đấy, của Fuji hoặc là các cái lô khác nhá. Made in Japan, hàng bãi của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, độ mới của nó thì còn khoảng 80-90% nhá, 80-90%. Đó, rất đẹp cho bác này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, toàn bộ chữ Nhật loằng ngoằng hết đây. Lên mã giúp cho em đó là Atomat Nhật nhá, Atomat Nhật. Thì các bác lên cho em là AD40A nhá. Con 40A này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là AD40A, giá của nó sẽ là 180.000 cho một con AD40A như này. Đó. Các bác lên cho em là AD40A nhá. AD40A này giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho một con AD40A. Đây. Con này sẽ là con 40A này, giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con 40A như này. Con này thì nó sẽ là dòng khối to, các bác có thể dùng tổng gia đình là ok nhá. Dùng tổng gia đình nhà 2-3 tầng đều ok hết nhé. Dùng tổng gia đình là ok. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái con át cóc nhỏ này. Cái át cóc nhỏ như này. Con này thì nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật, toàn bộ chữ Nhật luôn. Made in Japan cho bác nhé. Và con này thì bên shop đang mã tem, mã vạch đàng hoàng còn gần như mới luôn. Con này của nó sẽ là 30mA. Đấy, và 30A và dòng giò là 15mA. Con này thì các bác chuyên dùng cho em là bình nóng lạnh này, rồi điều hòa này, rồi các cái thiết bị nhỏ là ok. Hoặc là trong phòng nhá, các cái phòng nhỏ hoặc là đóng ngắt các cái thiết bị điện đều ok nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Mới con Atomat như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em là át cóc nhá. Con này thì các bác lên cho em là át cóc nhỏ. Giá sẽ là 80.000 cho một con át cóc nhỏ như này. Đấy, lên cho em là át cóc này. Đó. Át cóc này, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con át cóc này. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là át đại nhá. Át đại hoặc là át 40A. Đấy, còn con này thì nó sẽ là dòng 30A nhá. Đấy, các bác lên cho em là át 40A hoặc át 30A được rồi. 30A thì là con cóc nhỏ như này, các bác dùng trong các cái phòng hoặc là các cái dòng máy móc nhỏ là ok. Đấy, phòng hoặc máy móc nhỏ đều được hết nhá. Con 30A thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con 30A, còn con 40A thì giá của nó sẽ là 180.000 là con tổng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con át đó là cái con át đảo chiều các nhá. Các át đảo chiều. Con này thì công suất của nó sẽ là 63A nhá, 63A. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá, 110k đó. Lên cho em là át đảo chiều, giá sẽ là 110.000, công suất của nó sẽ là 63A. Cái này thì các bác về các bác lắp tổng gia đình cực kỳ là ok. Đặc biệt là nhà nào mà các bác có hai công tơ này, hai công tơ hoặc là các bác có máy phát điện thì dùng để đảo chiều cũng ok đó. Hoặc là các bác dùng để làm át một chiều đóng ngắt cũng rất là ok. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá. Lên cho em là át đảo chiều đó. Các bác lên cho em là át đảo chiều. Đó. Lên cho át đảo chiều 63A này, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho con át đảo chiều 63A như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái túi da bò này. Túi da bò thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đó, hai màu đó là màu nâu và màu xanh. Màu nâu và màu xanh như này. Đó. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Và giá thì bên shop cũng đang phục vụ các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là, các bác lên cho em là túi vuông nhá. Giá sẽ là 180.000. Có quai đeo như này. Chất liệu của nó 100% da bò. Đây em test thử sản phẩm cho bác xem nhá. Đây. Cạo thoải mái các bác này. Đây. Đấy, em dùng cái đai này em cạo thoải mái cho bác xem. Không có hề hấn gì luôn nhá. Đấy. Cạo thoải mái này. Đấy. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là túi vuông, chiều cao khoảng 25cm, chiều rộng 20cm. Các bác dùng để đựng iPad, iPad hoặc là đựng những cái đồ nhỏ nhỏ cực kỳ là ok luôn. Mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch đều ok hết nhá. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Nhận hàng các bác có thể lấy máy lửa đốt thử thoải mái nhá. Đốt thì đốt cho em vào chỗ da này, đừng đốt cho em vào chỗ chỉ khâu hoặc là chỗ các cái chỗ khác nhá. Đốt thẳng vào phần da này cho em này, lấy máy lửa hơ đốt thẳng vào phần da này. Đấy, rất là ok cho các bác test thoải mái luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một ngăn to này, trong cái ngăn to này thì sẽ có hai ngăn nhỏ, một ngăn thường và một ngăn có khóa này, một ngăn thường, một ngăn có khóa. Tiếp theo là một ngăn bên hông như này và một hai ngăn nữa ở bên hông như này nữa này, hai ngăn nữa ở bên đằng trước như này. Tổng của nó thì rất là nhiều ngăn luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, cái phần tay quai các thứ đều bằng đồng hết, bằng đồng hết nhá. Lên cho em là túi vuông nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Có lên cho em là túi vuông này. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con túi vuông này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic để các bác hát karaoke nhá. Thì nó gọi là dòng mic không dây nhá, mic không dây. Con này thì các bác về nhà thì các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Sau đó thì các bác mở cái tính năng Bluetooth của điện thoại lên. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth vào cho em. Đấy, bắt Bluetooth vào cho em. Đây cái mã sản phẩm này. Đấy, WES858 này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi.
Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo. Đó, thì nó rất là rõ luôn nhá. Rất là rõ luôn, độ vang của nó rất là tốt. Các bác có thể dùng để mình hát karaoke hoặc nghe nhạc cũng rất là ok luôn các bác nhá. Đó, anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương, Hà Nam ơi, sông đáy ân tình. Đó, rất là ok luôn các bác nhá. Đó, thì một con mic không dây như này, các bác lên cho em là mic không dây nhá, có kèm cho các bác là cáp sạc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100.000 cho một con mic không dây này thôi. Các bác có thể mua về để mình kết nối điện thoại, mình ngao nghêu ngao karaoke nghe nhạc các thứ nhá. Đó, lên cho em là mic không dây này, mic không dây giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con mic không dây như này, rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bàn là nhá. Đây thì nó sẽ là một cái con bàn là rất là chất lượng như này các bác này. Đây, một con bàn là hơi nước nhá, lên trên là bàn là hơi nước, giá của nó sẽ là 135.000 cho con bàn là hơi nước như này, có dây dợ các thứ đàng hoàng, có cốc để các bác đong luôn. Đấy, thì con này về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần này để các bác bóp nước này, và đây là cái này các bác tháo ra này, tháo ra để mình cho ấy vào đây cho em, tháo ra mình cho nước vào đây cho em. Đấy, cho nước vào cái đầu này cho em này. Đây, cho nước vào đây cho em. Đó, tháo ra cho nước vào đây nhá, rất là tiện luôn. Đó, sau đó thì các bác đóng lại này, sập lại cho em. Đấy, rồi mình bóp nước ra nhá. Có công tắc, có điều chỉnh cho các bác luôn, có điều chỉnh nhá. Đấy, không dùng nữa thì các bác lại bóp cái này ấn nó xuống này, có đèn báo điều chỉnh, có cái phần rót nước nước đàng hoàng, đầy đủ đâu ra đấy luôn. Combo cho các bác một cái bàn là hơi nước như này. Đấy, cái phần gang này của nó rất là dày nhá. Đây, cái phần gang này của nó rất là dày luôn các bác này. Đấy, đây cái phần gang này của nó này, khá là dày luôn, thì các bác khi là thì không sợ bị cháy quần cháy áo này. Rất là ok luôn, công suất của nó sẽ là 700W nhá. Điện 220V này, công suất của nó là 700W này. Đó, điện 220V công suất 700W. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước nhá, bàn là hơi nước mini. Đấy, bàn là mini. Đấy, nó chỉ bằng bàn tay này thôi các bác này, bằng bàn tay này thôi. Không, về nhà các bác lại bảo sao bé thế nhá. Hàng này là hàng du lịch mà. Đấy, cho nên là lên cho em là bàn là hơi nước mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bàn là mini như này, giá của nó sẽ là 135.000. Đấy, 135.000 nhá. Đấy, nó sẽ có cả cái ca để cho các bác đong nước vào luôn. Đấy, 135.000 cho con bàn là hơi nước mini nha. Lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Đó, bàn là hơi nước mini giá sẽ là 135.000. Đó, bàn là hơi nước mini này, bàn là hơi nước mini, hơi nước này, mini này, giá của nó sẽ là 135k nhá. 135k cho con bàn là hơi nước mini này, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ 5 khay inox nhá, bộ 5 khay inox, bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên trên là bộ nồi 5 món này, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái nồi như này. Đấy, 5 nồi như này, nồi có nắp hết nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đường kính của nó sẽ là từ 24 đến 16 nhá. Đấy, thì con này độ dày của nó vừa phải thôi, các bác dùng để chế biến đồ ăn đồ uống cực kỳ là ok luôn. Đấy, nồi nào vung đấy nhá, nồi nào vung đấy luôn, rất là tiện các bác. Đấy, nồi nào vung đấy. Lên cho em là bộ nồi 5 món này, bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì siêu tiện dụng để các bác sử dụng luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 món luôn, nồi nào vung đấy, rất là tiện. Đấy, đường kính to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 này, con nhỏ nhất đây là 16 này. Đó, nhỏ nhất đây là 16 này. Còn con to nhất thì của nó thì sẽ là 24cm nhá. 24cm và của nó là 5 món. Đấy, 5 món. Đấy, thì lên cho em là bộ nồi 5 món. Các bác có thể bỏ chồng vào nhau rất là tiện. Đây. Đấy, mình cứ thế là mình bỏ chồng vào nhau thôi. Đấy. Con này là con to này là 24cm này. Con này của nó sẽ là 22cm này. 22cm. Sau đó thì đến con là con này là 20cm nhá. 20cm này. Đến con 16cm này và đến con 18cm là con 16cm. Sau đó thì các bác lại đậy nắp lại chồng nhau. Cái này thì các bác có thể bỏ vào trong tủ để mình cất đi, nó rất là tiện. Và khi mình lấy ra sử dụng thì nó khá là đa di năng luôn. Combo cho các bác một bộ như này, giá của nó sẽ là 140.000. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Đấy, bộ nồi 5 món. Bộ nồi này 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 thì bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì nó không quá dày đâu. Cái này thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, chế biến đồ ăn đều ok. Đấy, thì đựng thức ăn sống, thức ăn chín đều được hết nhá. Nó rất hợp lý, đựng để bỏ tủ lạnh cũng được. Lên trên là bộ nồi 5 món. Đây, từ 24 đến 16 giá của nó sẽ là 140.000. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Này thì bên shop về cho các bác cái lô
Senkei này. Đấy, Senkei hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Dao Nhật rồi các cái mã sản phẩm khác. Em lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Senkei bên shop lại tiếp tục về các bác nhé. Senkei bên shop lại tiếp tục về và giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. Sen thì bên trong của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật nha. Còn cái vỏ này thì về là bên em đặt gia công cái vỏ bên ngoài thôi. Đấy, cái vỏ này thì của Việt Nam mình thôi. Còn chất liệu của nó là sen, là hàng inox 3.4, hàng của thương hiệu Tokyo Rattan của Nhật thôi nhé. Rất chất lượng cho bác luôn. Đấy. Một bộ này của nó thì nó sẽ đầy đủ combo cho các bác như này. Đấy. Không, cần to. Cần to, cần to. Cần bàn 5 cân. Đấy, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sen cây như này. Đây em sẽ lắp đặt chi tiết cho các bác xem. Đó, hàng thì rất chất lượng, gửi tới các bác luôn. Công bố giá cho các bác luôn thì các bác lên mã giúp cho em là sen cây nhé. Giá thì sẽ là 1.350.000. Lên mã cho em là sen cây này. Sen cây này. Sen cây giá sẽ là 1.350.000 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng khủng cho nên là yêu cầu là cọc trước 200 nhá. Cọc trước 200k này. 200k. Hàng bắt buộc nhá. Đó, bắt buộc phải cọc không nhá. Đó, bắt buộc rồi. Còn không cọc thì bên em không gửi đâu. Bắt buộc cọc sen cây 1.350.000, cọc trước 200.000. Đó, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một cái củ sen rất là khủng luôn. Đó. Một cái củ sen rất là khủng nhá. Củ sen này thì cân nặng của nó vào khoảng là 2.5-2.6 cân nhá. 2.5-2.6 cân trong con củ sen như này con này. Đấy. Nguyên con củ này đã 2.5-2.6 cân rồi các bác nhá. Hàng rất khủng bố cho các bác luôn. Đấy, rất khủng bố cho các bác luôn. Hàng này thì bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị nó trưng bày. Cho nên là cái giá nó rất là tốt nhá. Đây. Đấy. Hàng của Tokyo Japan các bác này. Đây. Tokyo Japan các bác nhá. Đây các bác này. Đó, đây. Tokyo in Japan các nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Chữ in chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đó, Tokyo in Japan này. Hàng của nó sẽ là inox M304 nhá, inox 304M. Tokyo in Japan cho các bác này. Đó. Đây. Ở đây thì em sẽ cân thử cho các bác xem cái con bát này nhá, con củ sen này nhá. Đấy. Đây các bác nhá, đây cái củ của nó đây các bác này. Củ này của nó sẽ là vào khoảng 2.5 cân nhá. 2.5 cân gần 2.6 cân thì em cứ tính cho các bác là 2.5 cân cho nó sống sinh. Đây, 2.5 cân các bác này. Đấy. 2.5 kg các bác này. Đây. Đấy, 2.5 kg. Các bác trông thấy chưa? Đó, một con củ cực kỳ khủng bố luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật, inox 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Thì đây em sẽ sắp vào cho các bác xem này. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ như này này. Một củ sen 2.5 cân như này. Đấy, một củ sen 2.5 cân như này rất khủng bố luôn các bạn. Đây. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là một cái tay sen như này. Một cái tay sen như này các bác này. Đấy, dòng này nó sẽ là một cái dòng sen cây. Các bác có thể là nâng lên tụt xuống đều được hết nhá. Nâng lên tụt xuống đều được. Nó rất là tiện các bạn, rất là tiện luôn. Thì các bác có thể nâng lên tụt xuống khi mà mình sử dụng nhà có nhiều người mà có người cao thì các bác có thể cho lên cho nó vừa cái cưỡi người nhá. Đó đây. Sẽ là như này thôi. Đấy. Cái này thì các bác có thể xả ra nhá, xả ra. Đấy, xả hai cái ốc này ra để các bác có thể kéo lên này. Đấy, kéo lên kéo xuống như này rất là tiện các bác. Đấy. Kéo lên kéo xuống như này cho em. Đấy. Có thể cho dài cho ngắn luôn nhá, cho dài cho ngắn tùy theo. Đó đây, các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngưỡng như này. Một ngưỡng như này để các bác xoáy con này vào đây. Kết nối nguồn nước vào đây này. Xoáy cái này vào đây cho em. Cái này thì nói chung là về nhà là các bác cứ bảo thợ là người ta sẽ xử lý cho các bác thôi. Đấy, thời gian bảo hành thì con này bên em bảo hành cho các bác trong vòng là 10 ngày. Đấy, các bác về các bác cứ lắp đặt sử dụng như bình thường. Đó, bảo hành là cho các bác là 10 ngày luôn để các bác sử dụng nhá. Đấy, lỗi nước gì thì các bác có thể đổi này. Đấy, lắp vào như này cho em này. Sau đó thì các bác tiếp tục xoáy cho em cái bát sen này vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái bát sen như này, một dây này, một dây là kèm theo các bác là hai bát này, nó sẽ có cho các bác là một cái bát to như này, đấy, một cái bát nhỏ, tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, cái bát nhỏ đây su 304 các bác này. Đây, cái này thì về nhà các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy cái này ra. Đấy, xoáy cái này ra, kết nối vào đây cho em. Đó, kết nối vào đây.
Đấy, kết nối vào đây cho em nhá, rất là ok luôn. Đây là cái bát cầm tay nhá, bát cầm tay đây. Bát cầm tay thì các bác kết nối vào cái củ. Cái đầu củ nóng lạnh cho em này. Cái đầu củ gạt củ này. Kết nối vào cái đầu củ gạt củ này cho em này. Đấy, đây cái đầu củ gạt củ đây. Các bác xoáy này vào đây cho em. Đó. Giòn riết đàng hoàng. Cho các bác xoáy vào ok. Đấy, xoáy cái này vào đây nhá, có giòn luôn nhá. Đó, đây có giòn luôn này. Tiếp theo là cho các bác một cái bát to này. Bát này thì nó sẽ là 9981 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. 99 là 81 cái đầu bát như này. Sau đó thì các bác xoáy vào cái đầu này cho em. Đây, xoáy vào cái đầu này cho em này. Đấy, đây nó sẽ có bảo vệ ốc hết nhá. Có bảo vệ ốc yếc đàng hoàng hết. Các bác chỉ về xoáy vào đây. Kết nối vào đây cho em là xong. Đấy. Các bác kết nối vào cái đầu này cho em. Đấy, ok luôn. Đây, kết nối vào đây cho em. Đó, xoáy vào đây cho em nhá. Đây, bên nhà các bác xoáy vào đây cho em. Ok. Đó. Thì cơ bản nó sẽ là một cái con sen cây như này các bác này, một cái con sen cây như này thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ này, đấy, một củ, một thân này, hai bát, một bát to, một bát nhỏ này, và kèm cho các bác là phụ kiện này, rồi giá này, cái giá đỡ này thì các bác tháo ra cho vào giữa này để mình treo cái bát sen bé này, treo bát sen bé các bác nhá. Đó, và đây là các cái phụ kiện ốc đĩa các thứ để về các bác kết nối vào đó. Và giá thì sẽ là 1.350.000 cho một cái bộ sen cây như này nhá. Đấy, 1.350.000 cho một cái bộ sen cây như này. Đấy thì con này thì bắt buộc phải cọc nhá. Các bác phải cọc trước là 200.000 thì bên em mới đi đơn. Đó, còn không cọc thì hẹn các bác là bao giờ cọc thì bên em gửi hàng. Cái này nó là quy định rồi, nên là bắt buộc các bác phải cọc thì bên em mới gửi hàng nhá. Đó, thì cái bao bì của nó thì nó không quan trọng đâu. Quan trọng là chất lượng thôi đây. Những cái củ của nó rất là chắc chắn luôn này. Cái này các bác lắp đặt lên thì rất là tuyệt vời luôn, và giá thì rất hợp lý nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em, đó là con rửa xe pin nhá, rửa xe pin. Lô này thì bên shop về cái hàng của thương hiệu Hitachi các bác này, Hitachi, hàng của Nhật nhá, thương hiệu Hitachi. Đấy, pin của nó đây, 3,2 32.000 mAh này, 199V này. Đó, kèm củ sạc các thứ đầy đủ cho bác luôn, củ sạc các thứ đầy đủ không nhá. Đó, củ sạc các thứ đầy đủ này. Đấy, đầu điếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đây em sẽ hướng dẫn chi tiết lắp đặt và test thử cho các bác xem luôn. Test thử cho các bác xem luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đợt này hàng về giá rất là tốt cho các bác luôn nhá. Hàng của thương hiệu Hitachi nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một pin này, một thân máy này, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét này, dây dài từ 3 đến 5 mét này. Đầu vòi xịt này, rồi đầu bọt tuyết này các bác này. Đấy. Đây, sách hướng dẫn lắp đặt thì các bác này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, máy rửa xe pin. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, rửa xe pin. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, rửa xe pin. Lô này thì hàng sẽ về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, máy rửa xe pin này. Máy rửa xe pin nhá. Con này thì trước shop đang bán là 350k nhá. Đợt này thì lô này về hàng đẹp và giá rất tốt cho bác luôn. Chỉ còn cho các bác là 300.000 nhá, 300k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bao gồm là một thân máy, một pin và tất cả các dụng cụ đi kèm. Đó, giá chỉ còn là 300k thôi. Lên treo là máy rửa xe pin, giá sẽ là 300.000. Rồi ok. Một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã tét nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá, đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam ra này. Xoáy cái đầu cam ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây
các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, qua theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này nhá, cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em một cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đấy. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các theo. Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Hello anh em nhá. Hàng lại về tiếp tục số lượng đầu thùng để phục vụ anh em rất nhiều luôn. Anh em các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bút thông mạch các bác này. Dòng này nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó đây. Các bác cứ điện dây điện mà thông nhau là nó sẽ sáng nhá. Đó. Một con bút chất lượng như này. Hàng nội địa của Nhật nhá, hàng về số lượng giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Chỉ có 30k cho một cái bút thông mạch như này thôi. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn, hàng thương hiệu FO của Nhật nhá. Đấy, giá chỉ có 30.000 thôi. Và bác nào lấy từ 2 chiếc thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho hai con bút thông mạch như này. Rất chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Rất chất lượng, giá tốt cho bác luôn, hàng đẹp, chất lượng và giá rất hợp lý nhá. Đấy, em sẽ test điện cho các bác xem luôn này. Đấy thì nó sẽ là đây. Điện âm thì nó sẽ màu xanh nhá. Điện dương thì nó sẽ màu đỏ này, rất rõ ràng luôn nhá. Người mắt kém cũng nhìn được hết nhá. Đó, đây. Âm nó sẽ màu xanh lè như này. Đấy, còn dương thì nó sẽ là có màu đỏ như này nhá, có màu đỏ này các bác này. Cái này nó rất là rõ nhá. Đấy, thử vào điện này nó rất là rõ này chứ không như những cái bút thông thường của Việt Nam mình đâu. Những bút thông thường của Việt Nam mình nhiều lúc các bác thử nó không có ăn.
thử chả thấy lên màu lên đèn gì cả, cho nên là nó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà con này thì nó rất là rõ luôn. Đó, lên cho em là bút thông mạch nhá, bút thông mạch này. Đó, lên cho em là bút thông mạch. Giá thì bên shop sẽ gửi tới bác cái giá đó là 30k một cái. Mua từ 2 cái thì 30k trên một cái nhá. Mua từ 2 cái là sẽ là bằng 50.000, 50k cho 2 chiếc, lên cho em là bút thông mạch nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khò ga các bác nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì nó cũng khá là to luôn, dày dẫn chắc chắn như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan này, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó. Và con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá, Kabushi Japan như này. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con khò ga như này. Con này thì nó sẽ là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động và đầu của nó đều là bằng đồng hết này. Bằng đồng đỏ au hết các bác này, rất là chất lượng như này. Và giá thì con này bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Nó sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đại nhá. Giá chỉ có 120k trong chiếc khò ga đại như này thôi. Đó, con này thì đánh lửa tự động, về nhà các bác lắp ở đây và có điều chỉnh gió giữa các thứ ngon lành luôn. Đó. Lên cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại này. Các bác lên cho em là khò ga đại nhá. Đó. Khò ga đại, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái khò ga đại như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con Eto nhá. Eto, hàng thương hiệu Asahi nhá, hàng thương hiệu Asahi. Đó, con này thì nó sẽ là một cái hàng rất là chất lượng cho các bác luôn. Và con này thì các bác dùng để làm thợ làm nghề thì nó rất là ok nhá, làm thợ làm nghề là rất là ok luôn. Hàng thương hiệu Asahi, hàng của Nhật nhá, nội địa của Nhật, rất chất lượng. Tem của nó là 100% là tem nhôm đàng hoàng, cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì chỉ có 190.000 cho một con này thôi các bác này. Đấy, thương hiệu Asahi nhá. Đó, Asahi. Đây. Đấy, kích thước của nó, độ mở của nó là lên tới 60mm nhá, 60mm. Đó, tức là cái độ mở của cái con ngoàm này lên được tới 6cm. Thì các bác có thể kẹp được những cái hộp 6 phân là ok nhá. Những cây hộp 6 phân là các bác kẹp ở đây để cắt này. Đấy, hoặc là các cái phần chi tiết mà từ 6 phân trở lên là các bác kẹp ở đây là cắt là ok. Đó, thì các bác có thể kẹp vào bàn này hoặc kẹp vào các cái phần chi tiết thì mình kẹp ở dưới này. Còn trên này là mình kẹp để cắt đồ nghề. Chỗ này thì các bác dùng để gõ gạc cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá. Eto kẹp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. 190.000 cho cái mã Eto kẹp như này. Đấy, hàng chất lượng. Chất liệu của nó là thép nhá. Chất liệu của nó là thép. Hàng cực kỳ dày dặn chắc chắn và giá thì cực tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là Eto kẹp nhá. Đó. Lên cho em là Eto này. Eto, giá thì sẽ là 190k nhá, 190k cho một con Eto như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con thước laser nhá. Một con thước laser như này các bác này. Đấy, con này thì hàng này rất là đa di năng luôn, các bác dùng thì làm thợ làm nghề thì nó sẽ rất là siêu tiện dụng luôn. Đấy, làm thợ làm nghề rất là ok. Hàng mới toanh, nguyên đai nguyên kiện như này. Ở đây nó sẽ có một cái phần cản pin, về nhà các bác tháo cái phần cản pin này ra cho em này thì mình mới sử dụng được này. Đấy, công tắc laser các bác bật lên này. Đây. Đấy, laser em dọi tia lên tường cho bác xem này, rất tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đấy, nó sẽ có cho các bác là một tia đứng và một tia nằm như này, rất tuyệt vời nhá. Và các bác có thể điều chỉnh tia tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của mình này. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Đó, đây. Và các bác có thể gạt lên này, gạt lên để lấy tia đứng này, đó, và gạt xuống dưới để lấy tia nằm này. Và gạt ở giữa này là các bác lấy hai tia này, đó, rất là ngon luôn nhá. Đây. Đấy thì cái tia em dọi cho bác xem đây. Đó, rất là tiện nhá. Ở đây thì nó sẽ có công tắc là các bác tắt bật này, tắt bật đi này. Ở đây thì nó sẽ có cái thước 15 phân này, một con thước 15 phân như này. Đó, một con thước 15 phân này để các bác đặt vào đo đạc luôn, 15cm nhá. Đó, và có ba cái mực này, một cái mực nằm này, một cái mực đứng và một cái mực nghiêng 45 độ này. Đó, và có thêm cho các bác là một con thước rút nữa nhá. Một con thước rút như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện các bác này. Đấy, dùng rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, con này thì rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng, rất là ngon luôn nhá. Đấy, thước rút thước giếc đàng hoàng, laser. Laser tia của nó rất là rõ luôn nhá, tia rõ luôn nhá, chứ không phải tia mờ đâu. Đó. Rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá, thước laser. Giá thì bên shop gửi tới các bác giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho một con thước laser như này. Đấy. Rất tuyệt vời các bạn, và giá thì rất là hợp lý nhá. Lên cho em là thước laser. Đó, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con thước laser như này. Đó, các bác lên cho em là thước laser nhá. Đó. Thước laser này giá của nó sẽ là 90k. Đó. 90.000 cho một con thước laser như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái một cái mã sản phẩm khác, đó là một cái con đèn hộp nhôm nhá, một con đèn đựng trong hộp nhôm như này.
Đấy, một con đèn đựng trong hộp nhôm như này rất là tiện dụng luôn. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá, có quai đeo, có thứ đàng hoàng, quai đeo, dây sạc đầy đủ cho bác luôn. Đây nó sẽ là một cái quai đeo dù như này, một cáp sạc và có cái móc để các bác đeo vào. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này nhá, một con đèn đa chức năng luôn, có kèm bật lửa luôn, có chân sạc vào như này các bác nhá. Đấy đây, rất là sáng luôn này. Thì nó sẽ có chế độ là sáng trắng này. Đấy, rất sáng luôn. Con này độ sáng của nó thì rất khủng khiếp, các bác nhìn thẳng vào là đau mắt đấy nhá. Đấy. Sáng vàng này. Đấy, rồi có ánh sáng đỏ này. Đấy, nhấp nháy cảnh báo này, có sáng trắng này. Đấy, sáng trắng rất sáng luôn nhá. Sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ này, nhấp nháy cảnh báo các kiểu con này điều luôn. Đó. Ngoài ra con này thì nó sẽ có một cái bật lửa nhá. Các bác giữ lì cho cái đèn này nó lên là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy. Các bác chỉ cần tắt này nó sẽ tắt này. Khi bật thì phải giữ lì để cho đèn lên thì bật lửa sẽ lên. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp nhẹ là nó tắt, bật thì giữ lì, bật giữ lì cho em. Còn khi tắt thì nhấp nhẹ này là nó sẽ tắt thôi. Ok luôn. Đấy, lên cho em là đèn hộp nhôm nhá, một con đèn hộp nhôm chất lượng như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đựng trong một cái hộp nhôm như này. Lên cho em là đèn hộp nhôm này, đó. Đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100k cho con đèn hộp nhôm như này, 100.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là một cái con đèn, đó là các bác lên mã giúp cho em, đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó khá là dày dẫn chắc chắn, có kèm một cáp sạc như này nhá. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Con này nó tuy nó bằng nhựa nhưng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Bằng nhựa nhá nhưng mà rất là dày dẫn chắc chắn, có cáp sạc đàng hoàng nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Made in Japan nhá, made in Japan này các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, made in Japan. Đó, các bác theo. Đây. Đây nha, made in Japan các bác nhá. Đó, chữ khắc chìm trên thân luôn. Ở đây thì nó sẽ sử dụng một quả pin, một pin 18650 này, một pin 18650 như này, rất là tiện các bác này. Đây, pin 16850, hàng made in Japan, nội địa của Nhật. Thì ở đây các bác sử dụng thì nó sẽ có cho các bác là một con chiết áp như này. Một con chiết áp này các bác bật lên này. Đấy. Rất là sáng luôn các bác nhá, rất sáng luôn, thoải mái các bác sử dụng luôn, ăn cơm ăn nước, đề co trang trí phòng ngủ, nhà hàng, khách sạn đều được hết nhá. Và nó sẽ là thuộc dạng sạc nhá. Đấy, các bác có thể đeo ngoài trời thoải mái, nó có cái phần mái che như này, có thể sử dụng ngoài trời ok, mưa gió thoải mái nhá, rất là tiện luôn. Đấy thì ví dụ như có công việc này hoặc mưa gió bão bùng các bác có thể sử dụng, hoặc là đề co trang trí, hoặc là nhà có lễ tết dỗ chạp các bác đưa lên ban thờ các bác để trang trí. Đấy, thắp lên rất là đẹp, bật lên nó rất là đẹp, sáng sủa và sạch sẽ nhá. Đó, và rất là an toàn luôn các bác thấy không? Có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Đấy, điều chỉnh chiết áp và rất là sáng luôn nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi, 130.000 cho con đèn mang sông như này. Dạ, 140 các bác nhá. Đấy, nhầm giá các bác nhá. Đấy thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông. Đèn mang sông giá của nó sẽ là 140.000. Xin lỗi các bác nhá. Đó. Đấy. Lên cho em là đèn mang sông này. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá. Đó, đèn mang sông này. Đèn mang sông giá của nó sẽ là 140k nhá, 140.000 cho con đèn mang sông như này, 140.000 lên cho em là đèn mang sông. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vít xanh nhá, vít xanh. Một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái đầu vít nhá. Đấy, 30 cái đầu vít như này, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả, bao gồm 30 cái đầu vít và một cái tô vít cũng như là một cái tay công. Đó, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40k cho một cái bộ vít xanh như này nhá. Trong cái bộ vít xanh như này. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, một bộ bao gồm là 30 đầu vít này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cả. Một tay nối như này nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái tay nối như này và 30 cái đầu vít khác nhau, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn mũi ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Và cái đầu công này thì các bác có thể tùy chỉnh nha. Đó, tùy chỉnh như này. Xoáy rất là ngon luôn nhá. Đấy, có thể chỉnh thấp này hoặc là dài ngắn tùy theo. Và cái giá của nó thì nó rất là hợp lý cho các bác. Một cái bộ vít xanh như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi các bác nhá. 40.000 cho một cái bộ vít xanh này thôi. Đầy đủ combo chọn bộ cho bác luôn. Lên cho em là vít xanh nhá. Đó, vít xanh này. Lên cho em là vít xanh giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái khò ga đồng nhá. Lên mã cho em là khò ga đồng. Con này thì bên shop gửi cho bác cái giá đó là 90.000 cho một con khò ga đồng như này. Con này thì nó chịu được nhiệt độ lên tới 1.300 độ C nhá, 1.300 độ C. Hàng đạt tiêu chuẩn ISO 9000 là một luôn. Đó, các bác lắp vào các cái bình ga đều phù hợp hết, chịu được nhiệt độ cao nhá. Đó, có điều chỉnh gió, điều chỉnh ga nhá, có điều chỉnh gió, điều chỉnh ga. Và lắp phù hợp với tất cả mọi loại bình ga luôn. Đấy, lên cho em là khò ga đồng. Giá bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 100... À, giá sẽ là 90.000 nhá.
kho ga đồng, giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Các bác lên cho em là kho ga đồng này, đó. Kho ga đồng. Lên cho em là kho ga đồng, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con kho ga đồng như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi, ok.